Trân trọng mời quý vị nghe tiếp Thiên Hồi Ký, Thép Đen, tác giả Đặng Chí Bình, tập 33, chương 46, ra khơi đến bờ. Đã mấy ngày rồi, con chim và tôi đều như muốn tìm một chút hơi ấm của nhau. Trong chiếc áo nhựa, nó cứ rúc mãi vào sát bụng tôi, hồn tôi đang liêu riêu lững lờ vào giấc mộng bập bềnh của con thuyền. Bỗng có tiếng xôn xao. Có ánh đèn! Có ánh đèn! Bà con ơi! Có ánh đèn! Như một tiếng phèn, trong đêm đen trọn vào con thuyền, tôi và nhiều người nhớ nhác bò nhổm dậy. Tôi nhào tới cửa, treo lên sàn thuyền. Giữa cái thẫm đen mịt mù của trời và nước, rõ ràng có một vũng rạng ra, trắng như chiếc ngà voi. Tưởng rằng có một ánh sao trong làn mây, nhưng rồi như có một mảng mây dày chậm chạp che dần, rồi trở thành một màu đen thẫm như chung quanh. Người ta lại kéo xuống hầm thuyền từ từ. Tôi còn ngồi lại, cố mong chờ trong chỗ mù mịt tối đen ấy, sẽ có một nguồn sáng để mang niềm hy vọng cho con thuyền. Phần vì mấy ngày nay giấc ngủ trông chênh, cứ khi nào mệt quá thì thiếp đi một lúc. Phần khác, có thể sức mòn vì thiếu ăn, vẫn chỗ ngồi dựa một góc khuất sau buồng hoa tiêu. Tôi đã đi vào miền mất cảm giác lúc nào không hay. Mãi tới khi như có người sờ vào cổ tôi gãi gãi, mở mắt đã thấy nước trời đổi thành màu lá nhãn. Tôi đã nhìn thấy màu trắng của những làn sóng bạc đầu. Con chim tị nạn đã chui ra khỏi bụng tôi từ bao giờ. Nó đứng sát ngay mặt tôi, một chân trên vai, một chân trên ngực. Cái đầu nó cứ dụi vào cổ tôi như muốn đánh thức tôi dậy. Phía chân trời đã rạng hồng, rồi đỏ lên. Tôi đã ôm con chim vào lòng như một lời cảm ơn, gọi tôi dậy để tận hưởng ánh bình minh của đất trời. Nhưng rõ ràng, lẫn vào tiếng rì rào của sóng, có mấy tiếng kêu uếch, 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 khách, khách, khách. Rồi bỗng nhiên chính con tị nạn ở ngực, vai tôi cũng rối rít kêu khuếch khuếch. Từ ngày tôi cứu nó, chưa bao giờ tôi thấy nó kêu. Nó làm cho tôi quên cả mệt cả đói. Rồi tôi ngồi hẳn dậy, một nửa cái niên đỏ như nhuộm máu bò đã thò lên khỏi mặt nước từ mặt biển phía đông, làm đỏ hồng cả cánh buồm và con chim. Một đàn bảy con hải âu trắng toát đang bay lượn quanh con thuyền, miệng kêu khuếch khuếch. Con tị nạn mắt chớp lia lịa, lại dụi đầu vào cổ tôi, thái độ hưng phấn khác thường. Nó giang hẳn hai cánh ra vẫy vẫy như đáp lại đàn hải âu đang bay lượn, rồi nó ngẩng hẳn cổ lên trời, miệng lại kêu khu quách khu quách khu quách. Tôi đờ hẳn người ra, chưa kịp phản ứng thì con chim lại nhảy lên vai tôi, rồi lại dụi đầu vào cổ tôi như khi nãy. Tôi chợt hiểu nên tôi khẽ vuốt đầu nó và tôi gật gật. Nó sải cánh một cái rồi bay vụt lên theo đàn hải âu, bay đi mất hút, chỉ còn vẳng lại những tiếng khu quách nhỏ từ từ. Tôi bần thần cả người, con chim đã bay đi rồi ư? Tôi ngồi xuống mạn thuyền, lắng động đăm chiêu. Như thế vừa rồi tôi đã lầm. Tôi tưởng con chim dụi đầu gọi tôi dậy để ngắm ánh bình minh của đại dương. Nó gọi tôi dậy, chào tôi để ra đi với đồng loại. Dù sao nó cũng có nghĩa, có tình, tôi bằng lòng lắm. Một cánh tay đặt lên vai tôi, anh Nghĩa, giọng đứt quãng của anh quấn mời gió mạnh. Anh đã giúp nó toại nguyện, tìm được không trời tự do rồi đấy. Nghĩa đã biết tôi ngồi suốt đêm qua phía sau buồng lái. Một ý thoáng đến, tôi vồ vào vai anh Nghĩa. Chắc là gần đây phải có đảo hay đất liền. Nghĩa đã nắm chặt tay tôi nói như gà gạy ổ đẻ. Thấy đàn chim, từ sớm chúng tôi đã nghĩ như anh vậy. Nhưng vậy họ đã biết trước tôi rồi. Cũng có nghĩa ánh đèn sáng mơ hồ đêm qua không phải trong mơ hồ. Anh Nghĩa kéo tôi vào buồng lái. Tôi gặp lại bác Mang, mới hiểu bác và Nghĩa có họ hàng. Nghĩa lôi ở một cái hộp ra gói bánh ngọt. Chính bác Bang cũng đang băn khoăn. Theo bác thì phải 2 ngày nữa mới tới Indo hoặc Mã Lai. Nhưng khi thấy đàn chim,
thì đảo hay đất liền phải gần đây, dù sao thì cũng mang nhiều hy vọng. Nhìn nét mặt cương nghị từng trải của bác Bang, tôi rất mến mộ. Bác cũng tỏ thiện cảm, bảo Nghĩa cầm lái. Rồi bác kéo cái phích có cà phê nóng, rót một ly con đưa cho tôi, với thái độ gió sương không mời. Từ lúc Nghĩa chưa lôi gói bánh ngọt ra, cái mùi mê người của nó đã luồn ra chọc tứ tung vào mũi tôi rồi. Nên khi bác đẩy bọc bánh đến vẻ khinh tài, thì tại sao tôi lại từ chối chứ? Rồi bác thăm hỏi một số nét về tôi cũng sơ lược. Đi tù về là phải từ giã quê hương, ra đi vân vân. Xuống hầm về chỗ nằm, nhìn thấy cống con đựng gạo. Không biết con tị nạn bây giờ đã đi đâu. Hẳn nó đã có một cảnh đời mới, như cụ Nguyễn Công Trứ đã kết luận. Rút cuộc lại, mỗi người riêng mỗi kiếp. Gần trưa thì lại có tiếng ồn ào phía cuối thuyền, có giọng một bà nói lanh lảnh: có chiếc tàu to lắm. Một số người xô nhau trèo lên sàn, riêng tôi hơi mệt, nhưng cũng là những người đầu tiên mò lên sàn thuyền. Chỉ chừng 80 cây số, một chiếc tàu trắng toát trông như một toa xe lửa hay chiếc xe buýt dài ở gần. Không thể nhìn thấy cờ nên không biết là tàu nước nào. Bà con vui mừng hô hoán, có người nhảy lên gào vời, nhưng con tàu hình như bé dần lại. Có mấy người nhanh trí đã lấy giấy báo và giả cũ đốt lên, nhưng con tàu cứ mỗi lúc bé lại và mờ đi, để rồi lẫn vào những lớp sóng bạc đầu mất tiêu. Con tàu hình như không hề trông thấy con thuyền buồm đơn độc, như một chiếc lá tre khô trên dòng Cửu Long cuồn cuộn chảy, hay lương tâm nhân loại đã chuyển thành lá cây của mùa đông rồi. Con thuyền như gần lửa sôi lên, nhưng một trận mưa rào đã làm ngọn lửa tắt rụi. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của con thuyền buồm. Nhiều người đã tỏ ra mệt nhoài, ăn uống ngủ nghê thất thường, cộng với tinh thần căng thẳng lo lắng với công an cộng sản, cướp biển, bão tố vân vân. Chưa nói, nếu ai lại bị say sóng như tôi thì chỉ có nằm mệt ra, còn hàng chục thứ khác giằng co, vò xé trong đầu của một người bỏ nước ra đi. Mảnh mặt trời chiều đang chui dần xuống mặt nước, màu gạch cua của da trời chuyển thành màu lá mồng tơi già. Phía tây nam lại rạng ra màu nghệ non, rõ ràng không thể chệch vào đâu được nữa. Tôi đã xô vào buồng lái gào gọi bác Mang và anh Nghĩa: bác và anh Nghĩa hãy coi kìa. Tay tôi chỉ về hướng có mấy ngọn đèn lẫn vào lớp sóng trắng đầu, lúc nhô lên, lúc lại mất đi. Bác Mang đã chuyển mũi hơi chệch về phía tây nam, và những điểm sáng mỗi lúc càng sáng tỏ. Bà con chỉ có vài người mò lên, sợ cũng như những lần trước. Thậm chí tôi đã trông thấy những bóng cây và cây tháp có bóng đèn. Có lẽ đó là ngọn hải đăng của những vùng ven biển. Lúc này thì bà con bắt đầu xô lên như vỡ đê. Có lẽ ai cũng muốn chính mắt mình phải nhìn thấy một lần cái bóng dáng tương lai có giống như đã nghĩ ở trong đầu không. Tôi vào gặp bác Bang, anh Nghĩa để biết ý kiến. Không ngờ lại gặp cả Phạm Lộc, vì không một ai biết rõ đây là đâu. Thuyền của mình chưa phải ở trong tình trạng cấp cứu, do đó họ đều quyết định hãy bỏ neo ở bên ngoài đêm nay. Sáng mai nhìn rõ, hãy cho thuyền tiến dần vào, rồi tùy theo tình hình để quyết định. Tôi thấy họ giải quyết như thế là có thận trọng và hợp lý. Tôi cũng thấy mệt quá rồi. Bà con thì kéo lên đầy trên sàn chuyện trò bàn tán rôm rả. Tôi lại mò xuống tìm một chỗ yên vắng, nằm nghỉ một đêm cho lại sức. Tôi gặp cậu Thiện, lại có chăn ấm. Thế là tôi nằm ngay cạnh cậu, vài câu chuyện đổi trao. Rồi tôi vào giấc ngủ say. Sau khi được một bữa bánh ngọt không mong mà có buổi sáng nay, tôi ngủ mê man như chưa bao giờ được ngủ. Rồi tôi cảm thấy ngực của tôi bị ai đè. Thì ra một cái chân nặng trịch vắt lên cổ và ngực tôi.
Trong bóng đêm không nhìn được bàn tay, tôi đẩy cái chân xuống, không biết chân của ai, da thịt mềm như tơ và mát như lụa Hà Đông. Tôi đờ người ra. Sau khi đẩy cái chân ra rồi nằm im, tôi không dám cựa quậy. Tôi cố hé mắt nhìn để phân định đó là ai. Không thể nhìn được gì cả, tôi nằm chịu trận óc phán đoán. Trong cái chỗ đông đầy người, tâm tư căng thẳng sống và chết, chắc là những người nằm gần chung quanh thì phải. Do lòng háo hức, nên mới rạng sáng tôi đã bò dậy, định lên sàn, nhìn vào phía đất liền để phán đoán. Qua vị thế, tôi đã nhìn thấy người gác chân lên ngực tôi đêm qua là một cô gái chừng 17-19, vẫn còn nằm mê mệt với mấy người phụ nữ khác. Trong làn sương mỏng của buổi ban sớm, tôi đã nhìn thấy cây xanh và một số mái nhà màu nâu nhạt. Bỗng một đàn hải âu từ hướng trái bay đến. Chúng chao đảo, lượn vòng với những tiếng kêu quen thuộc. Khu oách, khu oách, khu oách. Không biết có con tị nạn ở đó không? Tôi nhìn lên thì thấy con nào cũng giống con nào. Liếc vào phòng hoa tiêu, loáng thoáng thấy bóng người. Tôi đến ngó vào. Có 4-5 người, ngoài Bắc Băng và anh Nghĩa, còn có mấy người lạ nữa. Họ định kéo buồm cho thuyền tiến dần vào. Tùy theo, nếu thuận tiện, thì làm tê liệt cái máy ngầm phòng hở của thuyền, để họ thấy con thuyền chỉ chạy bằng buồm. Thực ra cái máy công suất rất nhỏ, chỉ đủ sức đẩy thuyền đi từ từ, chậm chậm, phòng hờ khi thuyền không có gió. Chúng tôi đã nhìn rõ, đây đó có những căn nhà sàn gỗ lập tôn, nhìn toàn bộ cảnh vật, mọi người vẫn không thể suy đoán ra nước nào phía cực Nam châu Á, nhưng chắc chắn không phải là Việt Nam. Có một đám người lố nhố nhìn ra con thuyền, mấy đứa nhỏ chạy, lăng xăng, thoáng trong đám người đó, có 2 người mặc quần áo kaki quân đội, xôn xao, ồn ào, rối rít, tiếng Anh, tiếng Việt và một thứ tiếng lạ đang chéo vào nhau như mạng nhện. Dần dần hiểu ra, họ yêu cầu cử người xuống nói chuyện với họ. Khi ấy tiếng Anh của mọi người như cóc ngồi ở trong hang, thỉnh thoảng thò cổ ra kêu ọc ạch một tiếng lại rụt cổ vào, chắc chỉ có ông trời mới hiểu nổi. Rất may, trong thuyền giới thiệu một chị tên Châu, cử nhân anh văn. Chị Châu chừng 30-35 tuổi, đã cùng với 3 người đàn ông nữa. Họ đỡ nhau lội xuống, nước trên đầu gối để lên bờ. Gần 2 giờ sau, phái đoàn đi đàm phán trở về thuyền, chúng tôi được biết. Đây là một hòn đảo Natuna thuộc Nam Dương, cách những đảo chính từ 50 đến 100 hải lý. Dân Indo ở đây chỉ có khoảng hơn 300 người. Đảo trưởng hay chúa đảo có chừng 2 trung đội binh sĩ giữ an ninh. Hơn 1 năm trước, cũng có một chiếc thuyền Việt Nam tị nạn vào đây, hơn 60 người. Nhưng họ phải tự túc lương thực gần 2 tháng sau, mới đón được tàu rước đi. Họ đói khát khổ cực lắm. Dân ở đảo hầu hết là đánh chài lưới, và chúa đảo không muốn nhận người lạ vào đảo nữa. Có thể do chị Châu là phụ nữ, lại khéo ăn nói nên chúa đảo chấp nhận. Với điều kiện phải tuyệt đối chấp hành luật lệ của đảo và tự túc lương thực, một số người trong thuyền có vẻ lưỡng lự, muốn ra đi tiếp về những đảo chính. Với tôi, phải đi từng bước, tạm thời ở đây mới có điều kiện liên lạc với cao ủy tị nạn. Riêng trường hợp của tôi và có thể ở một số người nữa, ở trong thuyền, bất cứ nơi đâu trên trái đất này, không có vòi con hồng tuộc đều là đất hứa cả. Sau khi hầu hết đều đồng ý, hãy lên đảo đã rồi chờ liên lạc với cao ủy. Lên đảo nên phải đếm người. Trẻ con người lớn cả thuyền là 53 người. Họ dẫn đoàn người vào giữa đảo rồi tiến vào một căn nhà sàn tương đối rộng cho 53 người. Một vài hiện tượng và hình vẽ ngược xuôi trên vách chứng tỏ đã có người Việt ở đây và đã rời đi lâu ngày rồi. Ra một nửa căn nhà trên mặt nước, tôi bước qua một cái cửa ngó sơ qua cái bếp,
Một số bạn đang lúi húi đun nấu lại những thức ăn đã 6-7 ngày. Bếp lạnh tro tàn lại không có củi. Họ phải dùng những giấy gói đồ nấu đun lộn xộn ngay cạnh cửa sổ bếp nhìn ra cái hẻm vịnh. Thoáng bóng hai cô gái đang ngồi trên một cái bao tải áo quần. Qua dáng dấp, tôi đã biết cái cô trẻ hơn, có làn tóc dài óng mượt là người, mù đã gác chân lên ngực tôi. Tôi cũng muốn nhìn xem mặt cô như thế nào. Tôi còn đang loay hoay không biết làm cách nào để thực hiện lòng tò mò của mình một cách tự nhiên. Bỗng một bà có đứa con nhỏ vẫn chơi với con chim tị nạn và đã cho tôi gạo. Quay lại thấy tôi, bà hỏi một cách sôi nổi, con chim của anh đâu rồi? Câu hỏi bất ngờ làm tôi ngắc ngư. Niềm hưng phấn được đặt chân lên đất liền còn cuốn quýt, tôi hỏi lại như đùa vui, bà hỏi để làm gì? Câu hỏi lại của tôi một giây im lặng, mọi người đều đỏ mặt. Chính ngay cái bà hỏi, hai má cũng đỏ lên màu mận chín. Hai cô gái đều quay lại, mặt cô gái trẻ hiền lành, thùy mị như con Đức Mẹ Đồng Trinh. Cái liếc 17 hơi cau lại lườm tôi, còn vương vãi mấy sợi tơ vàng trong khóe mắt. Hồn thập thò định bay đi, tôi nói một câu giải tỏa mà không hiểu hết ý. Con chim đã bay theo đàn. Bỗng xôn xao ngoài phía cửa, tôi chạy ra. Hai người lính Indo đang khênh vào một bao tải gạo đặt ở giữa nhà. Chị Châu và nhiều người xô đến. Ông chúa đảo có nhã ý tặng 80 ký gạo. Đây là của riêng gia đình ông. Như một luồng sinh khí cho người suy nhược, cả thuyền vui như đón ngày mùng một Tết. Cả nhà kéo ra cửa để tiễn hai người lính Indo thay cho lời cảm ơn nồng nhiệt. Người lính gác cửa và giữ an ninh, đôi mắt sáng lên long lanh như chìm vào nỗi hân hoan của con thuyền buồm. Bác Bang kéo hai thanh niên vào đống đồ từ dưới thuyền chuyển lên, lôi ra hai cái nồi nhôm lớn. Mọi người quyết định ngay chiều nay sẽ nấu hai nồi cơm, mỗi nồi 10 ký gạo, ăn để bù lại 6-7 ngày đói khát thất thường. Những cá nhân hay gia đình còn chút đồ ăn nào đều tự nguyện đóng góp. Người thì ít cá khô, người thì chút tôm kho hay thịt muối vân vân. Một bữa cơm ngay tại sàn nhà, tôi nghĩ rằng khó tìm hay tạo được một bữa cơm nhiều nghĩa tình, nhiều niềm hưng phấn như bữa cơm hôm đó. Trong tương lai đối với tất cả mọi người trong thuyền, được biết họ chỉ cung cấp muối ăn, còn gạo củi, con thuyền buồm tị nạn hãy lo lấy cho mình. Tuy ngôn ngữ bất đồng, tiếng Anh, tiếng U của cả những người lính gác cũng như trong thuyền như khóc kêu, thỉnh thoảng khọt khẹt một vài tiếng. Chúng tôi cũng hiểu một chút giá sinh hoạt, một lượng vàng 400.000 rupiah tiền của Indonesia, 12 đồng ở đây ăn 1 đồng Việt Nam, 100 đô la là 80.000 rupiah. Cái mà tôi tò mò băn khoăn đầu tiên đó là những cỏ hoa cây cối cảnh vật có khác gì với quê hương của tôi không? Vì vậy, ngay từ lúc đi theo hàng lần lượt vào ngôi nhà sàn, tôi đã xà xuống mé cửa, lấy tay lặt vuốt mấy ngọn cỏ dại để ngắm nhìn. Những đám trẻ con, người lớn Indo kéo đến nhìn chúng tôi, họ thường có nước da màu nâu, cũng lếch thếch lôi thôi như trẻ con Việt Nam thường sử dụng, chân không giày dép. Để giải quyết vấn đề quan trọng bậc nhất cho cả con thuyền, mấy thanh niên và đàn ông lật vài miếng ván phía sát vách của căn nhà sàn, che chắn, tạo một chỗ cho mọi người, nhất là các bà các cô giải quyết tự do xuống dưới biển. Cũng đôi lúc tôi không yên lòng, ra vào thỉnh thoảng lại va chạm vào cái lườm 17 như có điện từ. Tôi đã được biết tên cô là Hằng và người chị là Hoài, thuộc gia đình công chức thương gia ngày xưa, quen biết về phía vợ chồng Phạm Lộc và Liên. Một cái giếng rất to ở giữa một vườn dừa rộng. Dừa Indo thật là nhiều và cao lêu nghêu như những cây phướn ở quê nhà.
như những chùm quả dừa màu nâu da bí ngô, mãi tít trên cao lộng gió, như nhìn mây bay ở trên trời. Chiếc giếng cách nhà khoảng 200 mét, hầu hết đàn ông, con trai tắm giặt ban ngày, đêm khuya thì dành cho đàn bà, con gái. Đến ngày thứ năm thứ sáu, thì hết gạo và thức ăn cũng chẳng còn. Những người có điều kiện gia đình còn cầm cự, tôi và một số đông các cậu ruột gan nóng rát vì ngày nào cũng sát muối. Nhìn xuống chỗ đi cầu, dưới làn nước biển trong xanh, những khi thủy triều xuống làng vàng có những con cua bể to nhỏ đến tìm hơi của lạ. Khó khăn thì đẻ ra sáng kiến, đó là lẽ sinh tồn của mọi sinh vật. Mấy cậu lần mò hí hoáy dùng chỉ buộc vào một con tép tôm khô thả xuống. Mấy chú cua tranh nhau tìm của lạ. Các cậu hò reo kéo con cua lên, nhưng cứ lưng chừng lại rơi trở lại biển. Thấy thế tôi lấy một cái nón của các bà, thò xuống, một cậu lại kéo con cua lên. Tôi lẹ làng hứng lấy trước khi con cua nhả mồi rơi xuống. Hôm đó bắt được 5-6 con, các bà giã nát ra trộn muối rang thành một món ăn làm mở to mắt mỗi khi ai được nếm thử. Tuy đói, tuy thiếu, nhưng nét mặt của mọi người luôn luôn hân hoan, hưng phấn. Điều này để chứng tỏ hùng hồn, thà đói, thiếu mà tự do còn hơn ăn no mà phải làm nô lệ, mất hết mọi quyền tự do. Sáng hôm nay, tôi và cậu Thiện đi lang thang ra khu vườn dừa. Do tính sục sạo, tò mò thích tìm những cảnh lạ của thiên nhiên, tôi đã xuống một cái hũng rậm rạp, toàn dừa non. Thoáng thấy một cây thánh giá đã gãy cánh trái, bằng một thanh dừa khô có hàng chữ Nguyễn V. Tôi suy đoán có thể là Nguyễn Văn gì đó, chẳng có ngày tháng. Trở về tôi hỏi những người lính gác an ninh, và tôi được biết sơ sơ rằng chuyến tàu trước có một ông Việt Nam đến đây gần một tháng bị té dừa chết, họ đã chôn ở dưới một cái hũng. Tôi hiểu, cũng như hiện nay tâm trạng mọi người, hàng trăm thứ lo lắng nhét đầy trong óc, còn tâm hồn đâu nghĩ đến những chuyện không trực tiếp. Ngày hôm sau, tôi lại rủ Thiện mò đến chỗ cây thánh giá gãy một lần nữa, như thể hiện một chút tình nghĩa của người cùng một nước. Ông hay anh Nguyễn Văn gì đó đã bỏ nước, bỏ nhà, bỏ người thân ra đi, để rồi đã nằm xuống nơi một hòn đảo hẻo lánh không người biết. Bố mẹ anh, vợ con, người thân của anh có biết không? Hay vẫn tháng năm mòn mỏi đợi chờ tin tức người ấy trở về? Đau thương nghiệt ngã này do đâu đây? Hôm nay những con cua bể có thể đã khôn ra, hay chỗ đó chỉ có mấy con thôi, mấy giờ đồng hồ mà chỉ câu được có mỗi một con? Mấy ngày sau, ông thiếu úy trưởng an ninh mang lệnh của chúa đảo đến. Do sự phản đối của người dân đảo và sự an ninh, từ nay, bắt đầu ngày 11 tháng 12 năm 1982, buổi sáng 2 giờ, từ 8 giờ đến 10 giờ, nam nữ ra giếng tắm giặt, kiếm củi sinh hoạt. Buổi tối, từ 8 giờ đến 9 giờ tối, chỉ dành cho phụ nữ tắm giặt, toàn thuyền phải chấp hành nghiêm chỉnh. Từ 2 ngày hôm trước, do đóng góp của toàn thuyền, đã nhờ được chú đảo mua cho một tạ gạo giá 80.000 rupia. Tối hôm qua, tôi và cậu Thiện mò mẫm sang mãi phía đông, chỗ có một chòm xóm, nơi có một cửa hàng tạp hóa duy nhất của đảo. Cửa hàng bị không có bảng hiệu nên không thể phân biệt với nhà khác bên cạnh. Một căn nhà cửa mở, vào bên trong giữa nhà có một số kẹo, bánh đựng trong những cái chĩnh sành, một ít khoai tây, rau vân vân, để trên một cái sạp gỗ ở giữa nhà. Khách vào xem chỉ có tôi và cậu Thiện. Tôi có nửa cái nhẫn cưới cần gả bán để có tiền đóng góp mua gạo. Rất may, người chủ hiệu có thằng con trai 17 tuổi học ở một trường trung học bên Brunei về nhà. Trong dịp nghỉ nửa tháng, cậu này cũng bập bẹ tiếng Anh bằng tôi,
lúc đầu phải ngoáy tay nhắc đi nhắc lại một chữ nhiều lần, nhưng dần dần đã hiểu nhau. Nói về tiếng Anh, tiếng U của tôi, nó cũng nổi trội với cuộc đời của tôi nhiều chặng. Tôi nhớ khoảng năm 1957 đến 1959, do từ người bạn Nguyễn Vĩnh Lý, tôi đã chơi bạn bè Penpal Corresponding, địa chỉ cái club này ở Đan Mạch. Vì vậy tôi đã có mấy người bạn ở Mỹ, Nhật, Anh. Khi đó thì tôi miệt mài say mê với thư từ chữ nghĩa, chứ chưa hề có dịp để nói chuyện với một người Anh, người Mỹ nào. Mãi tới đầu năm 1960, do những kéo đẩy của nghề nghiệp, tôi phải tiếp xúc với Brown, Dell và Harry vân vân. Rồi sau đó tôi bị tuột tay, chìm nghỉm bằng miệng con hồng tuộc. Tôi tự xác định không chết sớm thì cũng chết muộn ở trong cái mồm của nó, nên suốt 20 năm tôi đã buông rơi, nếu không nói là dũ vậy gần sạch cái thứ tiếng lạch căng không phải của cha mẹ đẻ cho nó nhẹ người. Cho nên nếu còn sót lại một tí nào là nó bị kẹt, bị vướng lại khi tôi dũ mà thôi. Tôi đâu có nghĩ có ngày tôi lại phải đi bòn mót, nhặt nhạnh nó để trở lại sinh tồn. Cuối cùng tôi đã bán nửa cái nhẫn được 20.000 rupees, một điều đã gây một ấn tượng hằn sâu vào ký ức của tôi. Cũng buổi tối hôm ấy, tôi đã đờ đẫn nhìn những hình ảnh trong chiếc TV màu. Từ xưa suốt ở Sài Gòn rồi tù đầy ở miền Bắc, tôi chỉ nhìn hình ảnh trắng đen của truyền hình. Tôi không thể tưởng tượng được con người và cảnh vật ở TV màu của nó lại tươi đẹp đến như vậy. Nhìn hình ảnh của ông Tổng thống Suharto và đoàn tùy tùng của Nam Dương đẹp như những ông bà tiên trong tưởng tượng. Tôi đứng ngây ngất ngắm nhìn TV. Tôi chẳng hiểu họ nói gì. Tôi chỉ ngắm con người và cảnh vật xe cộ của thành phố Jakarta. Đầu óc tôi miên man nhớ lại trước thập niên 1970, tình hữu nghị của Hồ Chí Minh với Sukarno sôi nổi gắn bó. Đài Hà Nội khi ấy ra rả ngày đêm ca ngợi Sukarno như một vị anh hùng của những nước trung lập không liên kết, tưởng như Mao Trạch Đông sẽ nhuộm đỏ Nam Dương đến nơi. Không ngờ tướng Suharto bất ngờ đem quân đội đè bẹp, tận diệt đám tàu cộng ở Nam Dương, mở ra nước Cộng Hòa như ngày nay. Cả ngày hôm qua, 4 năm cậu mà chỉ câu được có 2 con cua. 53 người hầu như chỉ còn muối mà không có hơi cua. Tính sục sạo, thích làm những việc hay chưa ai làm, đã thúc giục tôi. Tôi lách rồi chui xuống sàn, dùng tay để bắt những con cua có kinh nghiệm, đưa mồi lên miệng. Nhưng nhất định nó không cắn nữa. Thì chiều càng cạn dần, tôi bảo các cậu buông dây thả xuống cho tôi một cái thùng 20 lít vẫn đựng gạo. Say sưa mải mê, săn tìm những con cua trong những hốc đá, hay trong hang lỗ chỉ còn từng vũng nước nhỏ, nước chỉ tới đầu gối. Hơn 2 giờ sau, tôi đã xách thùng về với hơn 20 con cua, có những con to cả ký lô. Hẳn ai cũng biết cua bể của Thái Bình Dương khác hẳn với cua bể Đại Tây Dương. Cua Thái Bình Dương màu xám xanh, hai gọng cái to và nhọn hoắt, rất nhanh và dữ. Chính như người lính Indo cũng không tin ai dám dùng tay để bắt những con cua bể ở dưới nước hay trong hang. Nhiều người lính Indo đã đi theo tôi để nhìn tận mắt, và vì vậy, mỗi ngày khi nước thủy triều xuống, họ chỉ cho tôi và cậu Thiện xách thùng đi theo được ra ngoài. Dù tôi cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng những con cua bể quá nhanh, quá dữ, nên tay tôi cũng bị nhiều lần ra máu. Có một lần tôi vẫn còn nhớ chi tiết, một chiếc thuyền vỡ, cũ đã chìm ở một ven bờ, nước thủy triều xuống chỉ còn xăm sắp dưới đáy. Tôi biết bên dưới sẽ có nhiều hang cua, nước còn đến gần đầu gối. Tôi cúi xuống, luồn tay vào một cái hang. Một con chụp cắp vào hai ngón giữa và đeo nhẫn. Khi nó đã cắp, tay mà nhúc nhích, nó càng nghiến chặt hơn. Vậy chỉ còn cách chịu trận, đứng yên rồi nghe. Chờ thấy nó hơi nhẹ nghiến,
giật mạnh tay ra. Nhưng con cua này không biết to bao nhiêu, nó cắp tay trái của tôi rồi, lại cứ lôi sâu vào trong hang. Người tôi thì cúi, hai chân chịu trận hàng 10 phút, con cua lại cứ lôi tay tôi vào tiếp. Lưng mỏi, tay đau, lại không được nhúc nhích, tôi nổi máu liều. Tay phải tôi sụp xuống đất cát, lửa thọc vào phía trong hang, rồi sụp tay lên, mục đích để chặn không cho con cua kéo tay tôi vào thêm nữa. Không ngờ có một con khác, không hiểu vợ hay chồng của con đang cắp tay trái. Nó cắp ngay ngón tay trỏ và ngón cái, tay phải vừa đau, hai chân mỏi quá. Tôi phải khuỵu quỳ xuống nước, hai tay chịu trận hai con cua cắp, mặt tôi cố ngẩng lên để mũi không gục xuống nước. Biết cậu Thiện đứng ở trên bờ, nhưng không ai cứu được tôi lúc này cả. Vả lại, cậu Thiện hay ai mà dám thò tay vào với cua bể đâu. Tôi đã nhìn thấy máu loang ra nước, nhưng vẫn phải cắn răng, không dám động đậy. Hơn 20 phút, tôi nghe ngóng con tay trái cắp mãi. Chắc nó cũng đã mỏi, cho nên nó lơi lỏng. Tôi giật mạnh tay ra, lấy tay ra khỏi nước mà máu vẫn rỉ chảy có giọt. Con bên tay phải hơi nhẹ nghiến, tôi lại giật được ra. Nhìn hai tay đều bị chảy máu, nhưng lòng tôi khó chịu lắm. Hai tay bị thương mà hai con cua vẫn không bắt được. Cậu Thiện ái ngại nhìn tôi cản lại. Thôi, thôi anh ơi, đi bắt con khác. Tôi nhìn thoáng thấy một thanh gỗ con mục dài đến 50 phân. Tôi chạy đến, cởi phăng cái áo của tôi, rồi dùng thanh gỗ nhấn chẹt lấy phía cuối hang cua. Áo cuốn tay, thò vào. Sau vài phút tôi đã lôi được cả hai con cua chồng vợ vào thùng. Hai con cua đang thời kỳ sung mãn, mình mẩy chắc nịch màu đất sét. Khi về nhà cả thuyền vây đến coi, giữa sàn tôi bắt hai vợ chồng con cua ra ngoài trình diện. Mấy cậu thanh niên đi ba ta, đi dép lấy chân định đè nó xuống sàn. Nhưng nó nhanh như cắt, đã chộp lấy dép, lấy ba ta, làm các cậu giật hất tung cả giày dép ra sàn. Các cậu và nhiều người không nghĩ là nó dữ và nhanh như vậy. Đó là ở trên bờ khi nó đã bị bắt, chứ dưới nước như hổ ở trong rừng là đất của nó. Nó còn hống hách làm tàn đến độ thế nào nữa. Các bà các cô thì sợ chạy dạt vào sát vách. Một cái tay phía sau để nhẹ vào vai tôi. Bình bảo gan thật. À, ra anh Trường. Không ngờ có anh Trường trong thuyền. Hôm nay tôi mới gặp. Tôi quay lại cầm tay anh vồn vã. Bảo gan làm sao bằng anh được chứ? Có chị và các cháu không? Mặt anh buồn rười rượi lắc đầu. Chúng tôi đã kéo nhau ra phía sau hàn huyên nỗi niềm. Đầu tôi luẩn quẩn một ý nghĩ xanh màu trời. Một người đã lách ra khỏi bùa mê, thuốc lú, độc dược của con hồng tuộc. Ngay tay của tôi máu vẫn còn rỉ ra. Các bà đưa ra một sáng kiến, sẽ khâu cho tôi một cái túi tay bằng vải dày. Đôi tay của tôi đã bị nhiều vết xích sẹo do cua cắp. Có thể do máu của tôi lành, phần khác nước biển mặn diệt trùng, nên chỉ một vài ngày sau là khỏi. Dù chưa khỏi sưng, khỏi đau, ngày nào nước thủy triều xuống tôi vẫn đi bắt cua. Tự nhiên tôi trở thành một người giải quyết thức ăn cho cả con thuyền. Nhiều cậu, nhiều bà thường đùa vui gọi tôi là vua cua, rồi trở thành cái tên ở trong thuyền. Các bà, các cô làm đủ mọi kiểu, rang muối, luộc, nướng, cắt ra từng miếng, đập dập, vân vân. Lúc đầu còn háo hức, nhưng lâu dần thì mọi người phát sợ ngấy lên vì cua. Bởi vì sáng ăn cua, chiều cua, hôm sau lại vẫn cua. Nhất là tôi mới phát hiện ra một cái mánh bắt cua bể. Chương 47. Đất nước vạn dừa. Một buổi, như mọi khi tôi và Thiện ra mãi vùng xa, cách nhà đến một cây số, một ven biển dài khi thủy triều xuống.
lè ra bao nhiêu bãi đất cát. Chăm chú tôi chợt nhìn thấy như con ruồi trâu nhúc nhích trên cát và đất. Tôi vẫy tay cho Thiện cùng ngồi xuống yên lặng. Rõ ràng con ruồi nhô lên rồi lại chui xuống cát. Tôi từ từ tiến đến và bà con ơi, là hai mắt của con cua bể cành. Chúng tôi chỉ cần ngồi im quan sát sẽ thấy những cái mắt cứ thò lên nhìn rồi lại cụp xuống. Tôi chỉ việc lẹ làng bới cát là một chú cua nằm đó căng phồng vàng óng như lụa Hà Đông. Tôi suy đoán rằng những con cua này vừa khôn lại vừa lười, nước triều xuống việc gì phải chạy theo nước rồi lại phải trở lại theo nước chứ. Tại sao chỉ cần bới cát rồi đắm mình xuống đấy, vừa được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mơ màng, chỉ một lúc là nước lại lên như cũ. Bây giờ chỉ cần lách ra kiếm ăn như thường. Như thế, cái tốt, cái lợi chẳng phải lúc nào cũng dành cho cua khôn, cua lười cả. Một việc chiều hôm qua vẫn còn vấn vít hồn tôi cho đến bây giờ. Tôi ngồi ngoài một cái trái hồi phía sau cửa nhà bếp, tay mân mê xoa nắn ngón tay, vì hôm qua một con cua kẹp khá lâu hãy còn sưng tím. Cô Hoài, cô Hằng cùng với một cậu bé chừng 10-11 tuổi mặc quần đùi ngập ngừng đến trước mặt. Cô Hằng giơ ra hai cái túi con màu lá mạ xinh xinh, mặt cô hồng lên như mới tăng thêm máu, giọng rụt rè. Chú mang thử, có vừa không? Hoàng tôi lúng túng ra mặt, mãi tôi quýnh quáng chưa xỏ buộc. Cô Hằng đã ngồi xuống xỏ vào tay tôi, nhìn đôi bàn tay ngó cần mó máy ngọ nguậy trước mặt, hồn tôi cứ thập thò định lỉnh ra ngoài. Chẳng muốn, nhưng hình như tôi cũng bị bơm máu lên, mặt tôi nóng bừng bừng. Cô đã thấy tay tôi run run, nên cô nhìn thẳng vào mắt tôi như đóng đinh. Tay cô bóp nhẹ ngón tay trỏ của tôi. Tôi ngẩn nhìn, thấy còn những hạt phấn vàng óng ánh vương vãi phía đuôi con mắt của cô. Tôi không tìm được một lời nào để nói, nên tôi càng như đang bay trong mây, để rồi cả ba người đã kéo nhau đi, mà tôi vẫn ngồi yên. Tôi chợt định với theo để cảm ơn, nhưng họ đã vào trong nhà rồi. Tôi trở lại chỗ ngồi, khe khẽ, nhẹ nhẹ, tôi tụt hai cái túi ra, gấp lại. Hai cái túi như được hấp, được dầm trong làn hơi đặc quánh của búp sen 17. Nó còn ngạt ngào, quyện quấn chung quanh. Tôi cứ ngồi bần thần để nghe tiếng đời xua động và tiếng kéo kẹt của võng lòng đu đưa. Thì em Hoa lù lù, một tay bế con gái Mai Linh, một tay dắt mẹ tôi tiến đến. Như vỡ toang một giấc mộng ngày, tôi đứng lên chậm chạp đi vào nhà để rủ cậu Thiện đi làm nhiệm vụ cho cả thuyền. Tôi với cậu Thiện vừa ra đến mom đảo, nghe nhiều tiếng kêu quen thuộc, hu oách, hu oách, thì ra một đàn hải âu, cánh vàng ẩn dưới ánh chiều đại dương. Chúng chao đảo ngang dọc trên cái nền xanh ái ân của bầu trời. Cảm thấy khác thường với mọi khi, tôi ngẩng lên cố tìm người bạn quen thuộc ngày ấy, nhưng đành chịu, con nào cũng như con nấy. Một thoáng vấn vương trong lòng tôi, đã hơn một tháng rồi, không biết con chim tị nạn bây giờ ở đâu nhỉ? Nó có bạn mới chưa? Cuộc sống của nó như thế nào? Đã ổn định và có gặp may mắn không? Tôi cứ đi trong huyễn tưởng. Bất chợt giọng cậu Thiện đã giật tôi trở về. Anh Bình, con chim của anh kia. Tay cậu đang chỉ về phía sát mí nước. Sáu con hải âu đang đứng như xếp hàng nhìn về phía chúng tôi. Rõ ràng có con tị nạn thật. Làm sao tôi quên được vệt cháy xám đen trên cánh của nó. Tôi đã bỏ cậu Thiện để tiến đến đàn chim. Chúng nó như không biết sợ người. Tôi ngồi hẳn xuống, năm con hơi giãn ra, nhưng con tị nạn vẫn đứng yên ngắc ngư cái mỏ nhìn tôi. Không kìm được lòng, tôi ôm lấy con chim, nó mập và lông óng hẳn ra.
Đôi mắt màu vàng bây giờ như có viền một chút màu xanh tương lai. Hai tay tôi ôm ủ con tị nạn vào lòng. Tôi đưa hẳn nó lên gần mắt để nhìn cho rõ cái mặt và cái mắt đầy thoải mái, nhàn nhu nhởn nhơ của nó. Tôi lại muốn hỏi nó, mày là con trai hay con gái vậy? Mày đã có bồ chưa? Cũng như lần đầu gặp nó, tôi đành chịu và tự suy đoán. Điều chắc chắn tôi nhận thấy là bây giờ nó đẹp và tươi hơn là khi cứu nó trên ngọn cây cột buồm trong một trận giận điên khùng của biển khơi. Tôi tự hiểu mỗi người, kể cả chim, đều phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi phải đi với cậu Thiện để lo cho thuyền, và hẳn con tị nạn cũng phải giải quyết thích ứng với bạn bè của nó. Tôi mừng vui vì con chim có cuộc sống như ngày nay, có một phần nhỏ góp công sức của mình. Tôi đã đưa con chim lại chỗ đàn chim để xuống bãi cát. Tôi trở lại kéo tay Thiện xuống một cái hẻm, có nhiều hang cua. Trên trời vẫn những tiếng khu oách níu chặt vào gió mặn của đại dương. Thật là hưng phấn cho cả con thuyền. Tin của chúa đảo cho hay, cao ủy tị nạn sẵn sàng đón nhận đồng bào đến Cuckoo, nhưng cao ủy không có phương tiện đón. Do đó, trong thuyền tự đóng góp sao cho có 160.000 rubiat, tương đương với 200 đô la giai đoạn ấy. Do tinh thần đùm bọc truyền thống của dân tộc, người có hoàn cảnh người không, người nhiều người ít đều đóng góp, đã được đủ số ngân khoản mà chúa đảo yêu cầu. Trong những ngày chờ đợi thuê tàu, cậu Sinh, một cậu chừng 24-25 tuổi ở ngay vùng Chu Hải, cậu cũng từng vật lộn nhiều với núi đồi biển cả của Vũng Tàu. Hôm nay cậu trổ tài leo lên một cây dừa cao ngất, hái về hàng mấy chùm dừa tươi. Tôi chợt nhớ đến anh Nguyễn Văn, người đã nằm lại đảo vì treo dừa. Tôi đi theo sát cậu Sinh để lượng định những điều có thể. Cũng thật là thiên phú, đôi chân của cậu như một con vượn, thoăn thoắt leo tít lên mãi trên mây. Cả tàu không ai làm được, mà ngay người Indo cũng lắc đầu, mở to mắt mà nhìn. Thành ra gần ngày đi, thức ăn đã có dừa kho, dừa ăn vả. Cái điều tôi băn khoăn là, tại sao từ hàng tháng trước, thức ăn chỉ có muối, Sinh không đi hái dừa cho bà con? Một hôm tôi lựa lời hỏi thẳng, thì Sinh đã cười như ngỗng đòi ăn. Cua biển ăn mới ngon, dừa chỉ chống đói thôi, vả lại khi ấy em hay bị đau bụng lắm. 8 giờ sáng mai, ngày 21 tháng 1 năm 1983, tất cả thuyền sẽ ra tàu để về đảo Cuckoo, một điểm đón nhận người tị nạn của những năm đó. Mới 6 giờ sáng tôi đã dậy, ra ngoài làm vài động tác hít thở. Tôi vẫn duy trì thói quen này từ ngày còn ở trong tù. Nhìn những miếng giấy vụn, manh chiếu rách, miếng dẻ đã hết thời, vất ném đây đó. Tôi vào gặp bác Bang, anh Nghĩa và cả Phạm Lộc. Tôi đề nghị, để thể hiện lòng tự trọng dân tộc, chúng ta hãy hô hào bà con mỗi người một tay, dọn dẹp sạch sẽ khu vực chúng ta đã ăn ở hơn một tháng nay. Nếu không làm được sạch, đẹp, gọn gẽ hơn, thì ít nhất chúng ta phải làm như khi chúng ta mới đến căn nhà này. Bác Bang và tất cả đều đồng ý, bác hô hào bà con, và chính bác cũng đi nhặt từng cọng rác. Chỉ 1 giờ sau, căn nhà sàn rộng, nhấp nhúa, bừa bộn, đã sạch sẽ gọn gàng, dù người khó tính nhất cũng phải nở nụ cười. Mọi người đã ôm đồm, bế bồng con cái đã xếp hàng dài phía trước cửa. Anh Nghĩa, chị Châu và Phạm Lộc dẫn đầu đi ra về phía cầu tàu. Trong lúc đó tôi đang lúi húi vơ vài chiếc quần áo cũ và mấy thứ lặt vặt cho vào chiếc tay nải đã rách thủng vài lỗ. Cô Hằng lẹ đặt một cái túi xách bằng nhựa màu xương rồng trước mặt tôi. Mắt tôi nhìn tôi như muốn photocopy, miệng ngập ngừng, khe khẽ. Chú dùng đi.
Nói rồi cô vội vàng lách vào trong góc nhà. Tôi cũng chẳng cảm ơn được. Như khi cô đưa hai chiếc túi tay, không nói được lời nào nên đã gói lại, dồn sâu vào mãi trong cùng, chỗ trân quý nhất của tôi. Chiếc tàu nhỏ màu cánh cam đang nhấp nhô, thở khò khè ngoài bến bãi. Từ xa, tôi đã nhìn thấy ông chủ đảo và mấy người đứng bên cạnh chiếc tàu. Phải nói là cano thì đúng hơn. Nó chỉ nhỉnh hơn chiếc thuyền buồm của chúng tôi một ít thôi. Một đám người dân Indo quanh vùng, cả mấy đứa nhỏ cũng ra tiễn hay vì tò mò nhìn đám người bất hạnh đã đánh mất quê hương. Ông chủ đảo đã vồn vã bắt tay từng người, cả những đứa nhỏ tí còn bế trên tay. Chúng tôi xin cảm tạ những người dân Indo anh em, các người đã dạy cho chúng tôi thế nào là tình nhân loại. Con tàu đã rời bến, nhìn về hòn đảo Natuna hiền hòa, như một dấu ấn khắc ghi và tâm hồn một đời cho những ai lỡ đường ghé đến. Chục con hải âu trắng toát vùng vẫy trong gió lộng với những tiếng khu oách quyện vào tiếng sóng rào. Tôi cố dõi mắt nhìn từng con như muốn tìm, như băn khoăn thấp thỏm vương vấn hồn vào đám mây trời trên cao. Mọi người đã xuống hết dưới khoang tàu. Tôi vẫn còn ngồi phía sau chòi hoa tiêu, dõi nhìn hòn đảo Natuna mờ dần. Tàu rời bến chừng 10 phút, rõ ràng, vẫn vào lớp sóng bạc đầu có hai chấm vàng sậm, rõ dần là hai con hải âu. Tôi đến ngỡ ngàng, mỗi con xà đến đậu vào một bên vai của tôi, cánh nó khỏa đập cả vào tai, vào đầu tôi. Ôi giời ơi, con tị nạn! Chiếc cánh bị cháy xém đã mờ. Nó vừa thở vừa nhìn tôi. Cái mỏ cứ cắp vào tai tôi như trách. Sao đi mà không cho nó biết? Hay như xin lỗi rằng nó đến chậm. Tôi tự suy đoán thôi. Còn con kia, đôi mắt hiền như bồ câu hay sáo đá, có vẻ e ấp như một cô gái, lông má đã nhú dài. Như vậy, nó đã cho tôi hiểu con chim tị nạn là một anh chàng. Vậy cái con ở lại Chu Hải Việt Nam là bồ hay là vợ vậy? Tại sao không cùng đi vượt biên với chồng chứ? Do con tị nạn đẩy lại, phải về nhà với con hay vì cô ả nhát ở lại hoặc lưỡng lự hai lòng? Con tị nạn cắn mạnh vào tai tôi rồi bay lên cùng với con kia. Hai con lượn một vòng quanh chiếc tàu, rồi sải cánh chui vào mây trời với những tiếng khu oách rớt lại. Có một bóng người trong phòng hoa tiêu lách ra, cao lớn màu da bánh mật chừng 40. Y nói liêu riêu cái gì nghe như khoét rét choét, tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc ông ta đã thấy nét mặt của tôi, nên ông ta cũng là con cóc cố kêu được mấy tiếng. I am very very surprised. Với đôi mắt mở to nhiều lòng trắng, tôi giơ tay ra bắt tay rồi lý nhí kêu thank you. Tôi mỉm cười với ông ta, vội vàng tôi cũng mò xuống dưới khoang. Chừng 4 giờ sau, tàu ghé bến Cucu, nhìn ngay bến tàu, vóc dáng nhà cửa. Tôi đã hiểu Cucu là một hòn đảo lớn hơn nhiều lần Natuna, thậm chí còn thấy xe đạp mô tô chạy qua lại. Một số người lố nhố ở cửa bến tàu lẫn mũ kepi màu đen trắng với mũ màu chiến trường. Chúng tôi phải đi lên đảo hàng một để họ điểm người. Cũng chị Châu, anh Nghĩa và Phạm Lộc dẫn đầu để giao tế. Đoàn người rẽ phía phải vào một căn nhà. Mọi người lần lượt đến một bàn giấy có ba người Indo để khai tên tuổi. Tôi nhìn hai bên cửa, có hai tấm bảng to phủ lưới thép. Trong bảng có nhiều loại giấy tờ, giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy bệnh viện Chợ Rẫy, giấy thông hành, giấy có những tấm hình vân vân. Trên bảng có ghi chữ to bằng phấn trắng. Nếu ai biết những người có giấy tờ này, hãy báo tin cho gia đình rằng họ đã chết ở biển Indo. Tôi đọc
thoáng có những cô gái 20 tuổi ở đường Cô Giang, Sài Gòn, một ông 40 tuổi ở Bến Tre, một bà 35 tuổi ở đường Lê Văn Duyệt, Cầu Bông. Nhìn đọc những giấy tờ, lòng tôi chịu nặng đầy vơi về kiếp người, về nỗi ai oán thương đau của dân tộc, gia đình thân nhân. Có biết rằng những người này chạy trốn cái vòi hút máu của con Hồng Tuộc, đi tìm tự do, nhưng đã không may chìm vào lòng biển cả, trong những trận bão hay cướp biển hải hùng. Đàn ông con trai vào một buồng, đàn bà con gái vào một buồng, được lệnh phải cởi hết quần áo, xếp hàng lần lượt đi qua một bàn giấy. Phía đàn ông chúng tôi, có người ngượng ngùng chưa cởi những quần lót hoặc slip, nhưng rồi mọi người cũng đều phải cởi hết. Có một tên Indo mặc áo blue trắng, bắt chồng mông, nắn chim khám xét. Tôi không biết phía bên phụ nữ đàn ông hay đàn bà khám. Thôi thì, những người mất quê hương phải gánh chịu những niềm tủi nhục này. Mỗi người mặc lại áo quần, sau đấy tất cả được dồn vào một buồng rộng, lần lượt đến một bàn giấy rộng. Có mấy người mũi lõ mắt xanh để khai báo lý lịch, thân thế với đại diện cao ủy tị nạn. Tôi nhớ đến lượt tôi, khi họ hỏi anh bị đi cải tạo mấy năm, tôi nói bị tù 18 năm. Cái ông cao ủy quắc mắt hỏi lại, tại sao là 8? Tức là tại sao là 8? Theo họ, người tù nhiều nhất khi đó cũng chỉ 7 năm, tức là từ 1975 đến 1982. Tại sao tôi lại 8 được? Tôi đã trả lời, không phải 8 mà là 18. Cả 3-4 người đều mở to mắt, kể cả chị Châu ngồi đấy thông dịch cũng ngạc nhiên. Để rồi tôi thành cái tên ông tù 18 năm, độc nhất thời gian ấy ở Indo. Xong hết, chúng tôi được dẫn đến một khu có hàng rào thép gai, cách đấy 300 mét. Trong này có hai căn nhà gỗ lợp tôn to, họ gọi là barrack. Trong barrack có những sàn gỗ, một vài vết tích. Tôi đã hiểu trước đây có những đợt người vượt biên ở đây rồi. Đặc biệt bên cạnh có một nhà thờ con nho nhỏ, bụi bám đã lâu ngày. Tôi và cậu Thiện đã kiếm được cái chổi cùn quét dọn sơ sơ. Cậu cũng theo đạo Thiên Chúa nên chúng tôi đã quỳ gối cảm tạ Chúa. Chúng tôi đã đến nơi này an toàn. Không ngờ cũng có nhiều người khác trong tàu vào quỳ dưới cây thánh giá. Cả gia đình Bắc Bang, cậu Sinh, một số ông già bà cả. Tôi rủ cậu Thiện ra ngoài lang thang đến một hẻm đồi có cây thánh giá to. Nơi đây có 7 ngôi mộ cỏ dại, lá khô đã phủ dày. Hai cây thánh giá con thích thẹo, ghi tên người Việt. Như vậy hẳn đây là những người bất hạnh, nhưng vẫn còn một chút thỏa lòng, được gửi xác trên mảnh đất tự do, ngoài nanh vuốt của con Hồng Tuộc. Tôi và cậu Thiện đã cúi đầu như chào, ngậm ngùi cảm thông với các vị nằm trong mộ. Thoáng có bóng người, làm cho tôi đến đờ đẫn bàng hoàng. Cô Hằng và cậu bé, cô Thường dắt theo. Nét mặt hiền dịu, con Đức Mẹ lấp loáng trong làn tóc huyền, dãy dọn, với gió chiều cu cu, đã làm cho nơi vắng lặng khô cằn điều hiu này như nở một nụ cười rạng rỡ hẳn ra. Tôi đã đến bên xoa đầu em nhỏ, nói nhẹ nhẹ như hỏi, cô Hằng cũng là công giáo hả? Mặt cô lại tăng máu, cứ ao lên lý nhí. À, cháu không phải. Ý tôi định cảm ơn cô đã cho tôi túi sách và đôi túi tay, nhưng lại nói ra ý khác. Cảm ơn Hằng đã đến thăm viếng những người bất hạnh. Môi cô như mím lại, dẹp ra, mắt hơi cau lại nhìn tôi như muốn ăn. Làm cho hai tay tôi như cùa quảng giơ lên đẩy ra. Tôi đã kéo tay cậu Thiện đuổi vội ra về. Cô nhỏ cũng theo ra. Có lẽ cô chẳng yên lòng đứng lại nơi cô tịch với những người đã nằm yên thì phải. Ngay chiều tối hôm ấy, dưới ánh trăng 18 của cô,
Tôi kéo vợ chồng Phạm Lộc ra chiếc tàu gỗ phía sau barack. Ngồi nhìn chị Hằng Nga nhấp nháy, trong nước triều dâng mấp mé, tôi đã trang trọng nói với cả hai vợ chồng Lộc. Dưới mặt trăng và trên chị Hằng, tôi xin cúi đầu biết ơn Lộc và Liên, lời của một người tự trọng hàm ơn. Khi đến nước thứ ba, tôi sẽ nỗ lực với trí óc và đôi bàn tay bằng mọi cách. Tôi sẽ thanh toán ba cây vàng ân tình, ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Cả hai vợ chồng đều cười rộ. Chúng em đã đòi đâu, còn 6-7 người nữa ở trong thuyền, nhưng anh là người nói đầu tiên, chúng em vui lòng rồi. Khoảng 5 ngày sau, một đêm tôi đang mê mệt trong giấc ngủ nhiều màu xanh dương. Tôi giật mình thức giấc, tiếng gào, tiếng rú của gió cu cu, xa xa nghe tiếng biển sôi lên ồn ồn. Gió réo vào mái, vào vách, mưa như đổ nước, căn barack rung lên như động đất. Chiếc thuyền 61 người tối hôm qua ghé đến cu cu, đang ở barack bên cạnh. Mấy ông bà chạy tú ra cửa nhìn nhớn nhác. Barack bên này cũng nhốn nháo dậy tất cả. Dưới ngọn đèn 100W của cả khu, hai bên nhìn nhau bằng những đôi mắt không có lòng đen. Chẳng ai nói một lời, nhưng hẳn tự thầm suýt xoa nổi da gà. Nếu thuyền mình còn ở ngoài khơi, chắc rằng chẳng còn nhìn nhau bằng những đôi mắt thất thần. Gió hung hãn xoáy rồn rột như cây đổ đá rơi. Sáng sớm hôm sau, tin tức còn tối đất. Do phòng kiểm thính cu cu, có một chiếc tàu chở 106 người đã chìm xuống đáy biển bên phải đảo Binkulu, cách cu cu 16 hải lý. Xin cảm ơn những tâm hồn đứng thẳng của các vị cao ủy ở Indo. Mới tờ mờ sáng, một chiếc tàu của cao ủy với dáng dấp của mấy vị đã xét hỏi tôi mấy ngày trước. Họ đã rẽ sóng tiến về Binkulu, may ra còn cứu vớt được người nào. Cả hai con thuyền 53 người và 61 người đều ra mé biển, ngóng về hướng con tàu đắm. Cầu xin trời Phật hãy cứu giúp những kẻ khốn cùng. Mãi gần buổi chiều, con tàu cao ủy mới trở lại. Tôi làm sao quên được cái hình ảnh một đời. Cái ông cao ủy bụng to, bước lên bờ đầu tiên, tên ông là Bob, người Canada, người đã đến bốc ngón tay cười với tôi khi biết tôi tù 18 năm. Như thế cả tuổi trẻ của anh ở trong nhà tù phải không? Ông Bob hai tay cầm hai cái que gỗ dài, mỗi que sọc đeo hơn chục chiếc dép, guốc xanh đỏ, cả dép Thái Lan nữa. Theo ông, tàu cao ủy đã cố công tìm kiếm phía sau đảo San Ho Binkulu, chỉ có hơn một chục xác chết đàn ông, đàn bà, con gái, trẻ con dạt vào bãi. Vài chục chiếc dép guốc rải rác đó đây, còn tất cả, cả con tàu đều biến mất, chỉ còn nước với trời. Điều đặc biệt, tàu đã kiếm được một người duy nhất còn sống. Anh ta nằm rúc đầu vào một tảng san hô. Khi lôi ra thì tim anh còn đập, nhưng không hề biết một điều gì. Trong giấy tờ tên là Lý Minh, người Việt, gốc tàu, 34 tuổi. Cao ủy đã đưa trước về phía bên kia cu cu có bệnh xá. Do tính sục sạo tò mò, 3 ngày sau, tôi đã rủ cậu Thiện đi bộ hơn 3 cây số đến tận bệnh xá để nhìn cái người duy nhất còn lại của một chuyến tàu định mệnh 106 người. Sau một lúc tìm tòi thăm hỏi, chúng tôi đã đến chỗ giường nằm của cậu Lý Minh. Mặt và mắt của cậu trắng bệch như không còn máu, có thể vì quá hãi hùng nổi chìm trong nước, trong những cơn sóng thần sầu, để rồi thần biển đã nhét đầu cậu vào một tảng san hô. Tất cả 106 người, chỉ còn một mình cậu sống sót, nhưng hồn vía của cậu cũng chẳng còn. Không biết bố mẹ cậu, vợ con cậu, anh chị em của cậu có cùng đi chuyến tàu xóa sổ này không? Có chăng chỉ xin hỏi ông trời, nỗi uất nghẹn thương đau này vì đâu? Tôi vừa về tới barack,
Thì cậu bé đã đến bên, ghé tai. "Chú ơi, chị Hằng mời chú ra phố uống nước." Ngạc nhiên, đắn đo, nhưng những chuyện khác thường vẫn có sức lôi cuốn lòng tôi. Nghĩ vậy, tôi đã gật đầu với cậu bé. Cậu bé về một lúc, Hằng và cậu bé đi ra phố. Tôi để cho Hằng đi một quãng, rồi tôi đi theo. Cô Hằng như có mắt ở phía sau. Cô đi vòng đến gần một đồn cảnh sát, nơi có một số nhà, mấy cửa hiệu tạp hóa. Đặc biệt chỉ có một tiệm bán đồ giải khát. Thấy cô và cậu bé ngồi mãi một cái bàn phía trong, tôi cứ tiến vào. Trước mặt cô và cậu bé, mỗi người có một lon coca với cái ly. Một lon và một ly để đối diện. Cô đã giơ tay mời tôi ngồi. Thật sự, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy coca, chứ đừng nói là thưởng thức. Tôi cũng nói thật, tôi chưa hề uống cái loại này. Cô vừa mở, vừa rót vào ly cho tôi, và cũng chân thành. "Hằng cũng mới uống một lần ở Sài Gòn thôi. Hôm nay Hằng lại xưng tên." Tôi cũng ngập ngừng nhìn vào đôi mắt nhiều điện từ hỏi thẳng. "Làm sao? Làm sao tôi được ngồi đây hôm nay?" Hằng nhìn ra một khung trời ngoài cửa sổ. "Để mừng chúng ta còn sống và cảm tạ trời đất." Tôi vẫn không rời đôi mắt nhiều điện thế. "Rồi sẽ đi một con đường thật dài." Hằng đã biết ý lấp lửng, nên cầm cô hơi ưỡn ra một cái. Một tí lưỡi đỏ lè ra giữa cặp môi mím, giống hệt một nụ đào đầu xuân bắt đầu hé. Tôi quờ quạng, vớ vào ly coca đưa lên miệng, như muốn đè bớt nguồn rạo rực bốc lên hừng hực. Giữa lúc ấy, vợ chồng Phạm Lộc từ ngoài cửa bước vào. Đôi mắt của Lộc và Liên quắc lên như xì khói, nhìn Hằng và tôi rồi quay ngoắt ra. "Cậu bé, tôi đã biết tên là Thành," gọi với theo. "Cô Liên ơi!" Nhưng hai người như không nghe thấy, đi khuất vào đám đông. Tôi đang dự định uống hết ly nước rồi kêu từ, nhưng thái độ của Lộc và Liên, tôi lại ngồi lại nữa. Nụ đào hơi nhếch lên như cười, nhưng rèm mi hơi khép lại, nét mặt rắn cương ra. Quay lại tôi rành rọt: "Chú có thích thiên nhiên không?" Câu này đáng lẽ tôi hỏi Hằng, nhưng tôi lại nói một câu không đâu. Trăng nước cu cu vừa dữ lại vừa hiền. Nhìn như muốn vẽ vào miệng tôi: "Chú có thể nói rõ với Hằng được không?" Cô này có trình độ nên tôi cứ thực lòng. Tôi ngắm mãi nàng trăng tối hôm qua, nét mặt chất phác hiền hòa, nhưng tôi có một cảm giác không lành. Dù bộ mặt như ma sơ, nhưng cứ nghĩ chuyến tàu 106 người, tôi lại thấy nàng trăng cu cu nhiều bí hiểm. Đã hơn 1 giờ chuyện trò ngoài quán nước, tôi xin từ giã vì có hẹn với cậu Thiện. Được biết cô Thu Hằng ở phía bên Tân Thuận vì trục trặc hơn 2 năm, nên bây giờ cô vẫn còn đang học lớp 11. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về thái độ của vợ chồng Lộc và Liên. Định hôm nào thuận tiện tôi sẽ hỏi thẳng. Giống như tối hôm qua, lại một mình tôi mò ra phía cầu gỗ phía sau barack để nhìn nàng trăng lạ cu cu, để nghe nước biển chuyện trò với gió lộng, và để nhìn về phía quê hương, và có lúc lắng động để nghe lòng mình nhún nhảy, đong đưa với cảnh đời mới. Quê nhà đã vào tháng cụ mật nên đêm thật dài. Mới hơn 6 giờ chiều, chim muông đã sải cánh về tổ ấm, gà qué đã ậm ọe lên chuồng. Chương 48. Võng lòng đu đưa. Mãi 8 giờ, chị Hằng mới mò lên chịu soi gương xem mặt mình. Nước chiều lênh láng, gió dịu dịu như đèn cạn dần dầu, tiếng quậy của một con cá ở dưới cầu. Tôi ngoái lại, một làn hương lạ quyện vào gió chiều. Tôi không tin được, trong bóng tối sáng lờ mờ, cô Hằng đang lò dò tiến ra cầu, dáng đi rụt rè vì sợ té, hay vì ngại ngần đây, vì cái gì? Tôi cũng quay lại. Tôi đã cầm tay Hằng dẫn cô đi một đoạn cầu. Không biết tay tôi run
hay tay cô run, nhưng rõ ràng mát như lụa, mát như cái cảm giác ban đầu cô ngủ mê gác chân lên ngực tôi. Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Chỉ một đoạn câu, ý tưởng của bác Nguyễn Bính đã sồng sộc sốc vào hồn tôi. Do mỗi người đều có lòng tự trọng, nên tôi và Hằng đã ngồi cách xa nhau một cánh tay. Cô Hằng giọng ngọt như nước mưa đầu mùa. Chú hay ra đây ngồi một mình hả? Nhìn làn tóc óng ả đen huyền, mềm như sóng lùng trong bụng, tôi nôn nao thở nhẹ nhẹ lẫn vào gió. Để nhìn về quê hương, Hằng hứ lên một cái, nghe như tiếng con nai tơ hực lên mỗi khi gặp con dê mật đang gãi sừng trong rừng thu. Nhìn vào hai đốm sáng, tôi hỏi đùa, đã khi nào Hằng nhìn thấy ba mặt trăng một lúc chưa? Giọng cười khèn khẹt như gà giò mới biết gọi trống. Thôi đốt chú đi. Tôi định nói cho vui, như nỗi niềm hơ hớ nhựa trong lòng. Đốt tức là nướng, vậy Hằng định ăn hết hay một nửa? Nhưng khi nghe những tiếng cười khúc khích của mấy đôi phía bên cầu barrack kia, tôi nói như giải lý nghiêm trang. Một chị Hằng ở trên trời, một chị ở dưới biển, và một cô em Hằng ngồi trước mặt đây nè. Trong barrack tự nhiên có tiếng đập vào cửa phành phạch liên hồi, như tiếng xe bình bịch nổ máy. Hằng đứng lên, đưa Hằng trở vào rồi, tôi trở lại ra cầu tiêu. Tôi đã chỉ cho Hằng một ngọn thông cao nhất trong một khoảnh rừng non sát mé biển, xa chừng 300 mét phía trong phố. Để cho Hằng yên lòng, tôi nhấn mạnh rõ ràng, đúng 6 giờ chiều mai, tôi đã có mặt ở đấy rồi. Hằng đã yên lặng gật đầu. Thật sự cái đêm hôm ấy, tôi nằm mà cứ như đang bơi trong nước hay là bay trong mây. Tôi nằm để nghe, để cảm nhận từng ngóc ngách tâm trạng của một người có hẹn hò. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Mỗi ai hồi tưởng lại cái buổi hẹn hò đầu đời của mình mới thấy cái rạo rực run rẩy. Lúc thì rõ ràng, quang đãng như trời không mây, lúc lại lờ mờ như sương mù tháng cũ mật của lòng tôi lúc này. Chuyện riêng ai chẳng một lần mím môi, ngỡ ngàng là tiếng lòng tôi, bâng khuâng là cả nẻo trời bâng khuâng. Chiều hôm sau, tôi đã rời barrack ngay từ lúc 5 giờ rưỡi. Tôi len lỏi đến tận gốc thông già và đã vặt những cành lá thìm mới lớn để chuẩn bị một chỗ ngồi. Tiếng dạt dào sao xác của sóng biển vọng đến, lẫn với những tiếng re re của dế cơm, dế chuỗi. Mà cũng lạ, tiếng dế chiều của Indo khác hẳn với tiếng dế của quê nhà. Tiếng dế của đồng nội quê hương mình nó ngọt, nó êm, nó không dằn dỗi tức tưởi như tiếng dế ở đây. Một chiếc lá rơi, một tiếng chim hắng dạng cũng làm tôi quay lại, tưởng như người ấy đã thập thò. Rồi một làn hơi lạ, thoang thoảng như mùi hoa móng rồng, xoắn cuộn vào hơi lá cây rừng. Trong ánh lờ mờ, Hằng từ trong ấy rụt rè tiến ra không một lời nói, như có một lực hút của nam châm. Tôi và Hằng đã ôm chặt, như không còn ôm được nữa. Hằng hổn hển áp mũi và mặt vào cổ tôi, cái mùi hoa móng rồng như cả chùm úp chặt vào mũi tôi. Tay của tôi tự nhiên như mất hết sức, nhũn ra. Tôi tưởng như phải ngã đổ cành ra, thì một hồi trống cà rùng gióng lên ngay phía bên ngoài. 5-6 cậu thiếu niên 14-15 tuổi đuổi nhau chạy sổ vào trong đám rừng non. Các cậu mặc quần áo Boy Scout, họ hét tiếng Indo. Tôi về Hằng chẳng hiểu gì, như một thùng nước lạnh dội vào người đang ngủ. Hằng đã lủi ra đường, và tôi đờ đẫn nhìn mấy cậu Indo đùa giỡn như nhìn một chiếc thuyền câu gió đổi chiều. Tôi chưa muốn trở về barrack, tôi lang thang đi vào mấy phố lạ, trong bóng điện mập mờ chỗ sáng chỗ tối. Tay này sờ lay tay kia, tôi sờ cổ sờ má.
Thậm chí tôi sợ tôi xoa cả bên ngoài chiếc áo sơ mi như tôi muốn tìm lại một chút hơi quen quen vừa mới đây, cả cái mùi nhẹ nhẹ vương vấn của móng rồng còn quấn quẩn vào quần áo của tôi. Đến một con đường hẹp, từ trong một ngõ hẻm, bóng một phụ nữ Indo bế một đứa con nhỏ đi ra. Tóc của người mẹ thật dài, đứa nhỏ cứ vơ lấy cuốn vào cổ nó, cũng như có một lực hút ngầm. Chân tôi đã quẹo đi theo hai mẹ con, một luồng lực âm từ chui sộc vào tâm hồn, làm tôi quặn thắt lại. Em Hoa, người vợ tận tụy thủy chung của tôi, đang mòn mỏi ở quê nhà, tại sao tôi còn đu đưa tìm hương sắc lạ? Tôi đã đi theo hai mẹ con cả một đường phố dài, cho đến khi họ rẽ, tôi lững thững lần ra nơi có tiếng sóng gọi mời. Tôi cứ bước những bước đi vô định trên bãi cát lạ, vắng người. Tai nghe tiếng sóng gầm ghì, dạt dào, như những lời oán trách chửi bới người mẹ mù lòa và người vợ thơ dại trằn trọc trong những canh khuya. Người con, người chồng đã ra đi vào giông bão để cứu mình, cứu gia đình và may ra góp được một phần nhỏ bé, cứu quê hương. Chân tôi đã mỏi nhừ, mà lòng vẫn còn vặn vò khắc khoải. Tôi ngồi hẳn xuống một phiến đá lồi, dõi mắt về hướng quê nhà. Tôi cứ nhìn mãi về phía xa xôi mờ mịt ấy, như muốn nguồn cơn với biển, với trời. Chẳng lẽ con người của tôi lắt lay không có định hướng như vậy sao? Mới đến Cu Cu gần 10 ngày, đang chờ tàu cao ủy đến đón, đưa về nơi chính là trại Ga Lăng. Những buổi chiều muộn, buổi tối khuya từng cặp của cả hai barrack ở trên cầu hay ngoài bãi. Không thể phủ nhận được một điều, sau một chuyến hãi hùng đi qua một cửa tử thần, riêng tư cá biệt không kể, hầu hết tâm tư của mỗi người đều mở rộng như một kiếp đời mới để đón nhận một cảnh đời nhiều màu xanh phía trước. Nếu không nhìn rõ tâm trạng này, sẽ không thể thấu triệt như những sự việc khác thường trong cảnh đời tị nạn nơi xứ người. Tôi cứ ngồi mãi để lòng tôi tâm tình chuyện trò với sóng, với gió, với đất, với trời và với mây. Chẳng phải do những tiếng phành phạch đập cửa, càng không phải do những cái quắc mắt của vợ chồng Phạm Lộc. Những cái đó chỉ càng làm cho tôi chạy nhanh, chạy đàng hoàng hơn tìm cái tôi muốn. Cái khác, cái không nhìn thấy nhưng lại có sức mạnh áp đảo, là nhân cách đạo đức của một người. Mấy tiếng đồng hồ, tôi ngồi một mình trong khu biển vắng, đã phân định rõ con đường phía trước. Dù cho có nhiều chông gai lầy lội, cũng chẳng thể làm đổi hướng. Tôi chỉ nỗ lực vượt qua như tôi đã vượt qua những hầm hố, những sinh tử của đời. Tôi trở về đến barrack đã 11 giờ rưỡi đêm. Để rồi sáng hôm sau, 6 giờ tôi đã ra khỏi barrack, lại trở ra vùng sóng gió. Tôi cứ dọc theo ven bờ, tôi đi mãi để nhìn những cảnh vật chưa bao giờ thấy. Điều chính yếu tôi nói với tôi, chưa đủ uy lực để chống đỡ với sóng điện từ của một đôi mắt trong như nước giếng chùa láng giữa thu. Mãi chiều tối mấy tôi mới trở về, được tin sáng mai có tàu cao ủy từ Ga Lăng đến đón cả hai thuyền. Sáng sớm hôm sau, một chiếc tàu tương đối ghé bến Cu Cu đón cả hai thuyền. Thuyền buồm chúng tôi 53 người, và thuyền kia 61 người. Đó là ngày 30 tháng 1 năm 1983. Vì tôi thích gió, nên tôi ngồi ngay mũi của chiếc tàu, ngồi nhìn những lớp sóng bạc đầu đuổi nhau. Tư tưởng của tôi bay nhảy như một cánh bướm trong một vườn hoa nhiều loại, nhiều màu. Chợt một thoáng về con tị nạn, lại lang bang về bến bãi Chu Hải Vũng Tàu. Ngồi cứ đi mãi, Natuna tới Cu Cu, rồi hôm nay từ Cu Cu tới Pulau Ga Lăng. Nhìn những làn sóng cuồn cuộn đầu trắng như bông, lại thấy thơ mộng, chẳng còn thấy hung dữ bí hiểm như ở Chu Hải. Nhìn một đám mây vàng đang lướt thướt ở trên cao,
Cái đúng với lúc này lại sai ở lúc khác. Chỉ mấy tháng trước, tôi thành khẩn làm đơn xin đảng và nhà nước mở rộng bàn tay nhân đạo cho tôi trở lại nhà tù. Nếu khi ấy đảng lại chấp nhận lời xin xỏ của tôi, thì làm sao tâm hồn tôi lại là đà bay trên ngọn sóng hôm nay được chứ? Cho nên, ngay công lý không những phụ thuộc vào không gian, thời gian, mà còn phụ thuộc theo điều kiện hoàn cảnh nữa. Mới khoảng 3 giờ chiều, đã nhìn thấy ngọn cờ cao ủy tị nạn trắng nõn, dãy dọn ở một khu có nhiều nhà, mãi đầu mỏm ga lăng, lá cờ Indo đỏ trắng cũng đang vẫy chào như mời gọi những con người tha phương bất đắc dĩ vì tổ quốc bị thằng con côn đồ rình đâm lén đang còn nằm dưỡng thương. Tàu ghé bến ga lăng lần lượt theo thuyền của mình được dẫn đến một khu nhà gỗ lợp tôn, mỗi nhà dài 30-40 mét, cũng gọi là barrack. Nhìn trải dài chung quanh có rất nhiều khu nhà barrack như một thành phố trù phú dân cư, thoáng chợt một cái gì gần gũi nhưng quý trọng thiêng liêng. Tôi có nhìn lầm không? Rõ ràng kia kìa, lá cờ vàng ba sọc đỏ đang lắc lư xa xa phía trong, như tổ quốc kính yêu nhớ thương biển biệt của tôi từ hơn 20 năm rồi. Mặc kệ bà con sắp xếp tìm chỗ nằm, tôi kéo tay tổ thiện rảo bước hướng về lá cờ tổ quốc xa chừng hơn nửa cây số. Lắt léo một số đường ngang dọc chắn ngang, tôi vượt hết, cậu thiện cũng bở hơi tai chạy theo tôi. Tôi và cậu đã đến chân cột cờ, đó là khu ban đại diện của cộng đồng Việt ga lăng. Thảo nào khi nãy có một số ông niềm nở ra đón và đưa chúng tôi vào barrack, nhưng lá cờ tổ quốc đã thu hết tâm hồn của tôi rồi. Tôi ngước nhìn lá cờ vàng rực rỡ, tôi khoanh tay cúi đầu như kính chào một đứa con lạc lõng bơ vơ mấy chục năm dài trong hang rắn tổ xài lang. Nhìn lá cờ nhún nhảy như nụ cười đôn hậu của tổ tiên, hồn thiêng của sông núi, tôi có cảm tưởng như biết bao nhiêu hồn thiêng của đồng bào và chiến sĩ đang quấn quýt chung quanh lá cờ. Tôi và thiện khoanh tay và kính cẩn cúi đầu lần nữa, kính chào tạm biệt ông cha. Chúng tôi chạy vội về barrack để lo chỗ ăn, chỗ nằm. Barrack của chúng tôi số 33 thuộc khu 2. Tối hôm đó, chúng tôi đã được biết sơ sơ. Hiện nay, tổng số đồng bào tị nạn ở trại trên 14.000 người. Những người của chiếc thuyền buồm chúng tôi đã có địa chỉ để liên lạc thư từ với thân nhân ở ngoại quốc như sau. Boat DN 2013 CA INS 788-134 Barrack 33 khu 2 trại tị nạn ga lăng 1 Nam Dương. Tôi xin thưa cùng quý vị, một phần tôi có những chi tiết thời gian, không gian và sự việc do năm 1992 vợ tôi sang Mỹ đoàn tụ đã mang theo những lá thư đầu tiên tôi đến ga lăng. Tôi gửi về cho mẹ tôi, cho Hoa qua những địa chỉ của chú thương ở Pháp, bạn bè biệt kích ở Mỹ và những phái đoàn Caritas đến thăm trại tị nạn. Hoa cũng đem theo những cuốn vở trình diện hàng ngày của tôi, giấy tạm trú nhà bố mẹ 3 tháng một lần, các giấy tờ của tiểu ban công an thành, quận, phường, khu vực nên có tên thật và chức vụ của họ, giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, cả tờ giấy nháp tôi xin đảng trở lại tù, giấy kiểm điểm vắng nhà, hàng tuần lễ vượt biên không thành, vân vân. Thậm chí có cả một chiếc bí tất dày bằng những dẻ chùi trong cầu tiêu để chống muỗi ở xà lim một hỏa lò. Có cả một chiếc lược nhôm tôi tự làm với Lê Sơn ở trại E, phố Lu, Lào Cai năm 1968. Ga lăng, do mưu sinh nhiều người tạo lập những quán hàng, nên có một đường phố dài, nhà cửa chắp vá hai bên, để rồi có một rạp cine, có nhà thờ, có chùa,
có trường học cho các em nhỏ và không thể thiếu có một đồn cảnh sát Indo, dù ban đại diện cộng đồng đã có một tiểu tổ trật tự để giải quyết những vụ việc tất nhiên trong cộng đồng hơn chục vạn người, mà quyền tự do mỗi ngày mỗi tăng ở trong lòng mỗi người, một quần thể đông đúc, người cùng một quê hương, cùng chạy cộng sản trong giai đoạn này. Riêng với tôi, vì nhiều lý do để tâm trạng của tôi dần dần vón cục lại, dù 14.000 người này đủ mọi thành phần xã hội, khi tôi từ miệng con hồng tuộc trở về, bố mẹ, em gái, bản thân còn không nhận ra tôi, nên hầu như ở đây tôi không có ai là người quen biết. Tâm tư còn đặc sệt máu và mủ của quê nhà ngày đêm còn nặng mùi, nên chẳng ai muốn gần ai. Những lo toan danh và lợi của mọi người làm cho tôi lạc lõng, cô đơn, hiu quạnh. Tôi xin nói sơ về giá sinh hoạt khi ấy, đầu năm 1983 ở Ga Lăng, để quý vị có một chút khái niệm. Một đồng Việt Nam tương đương 12 rupiah tiền Indo, một lượng vàng tương đương 400.000 rupiah, bó rau muống độ 20 ngọn giá 100 rupiah, quả bầu 3 ký giá 500 rupiah, mướp một quả giá 200 rupiah, bát phở giá 500 rupiah, một vé cine 500 rupiah, một lon bia 600 rupiah, ly cà phê đá 200 rupiah. Tàu của tôi khi đó đến 80% có thân nhân ngoại quốc gửi tiền cho bằng money order hoặc là tiền chuyển, cứ 100 Mỹ kim tương đương 80.000 rupiah. Do hoàn cảnh riêng, tôi chẳng để ý đến những thứ ấy, ngoài những ngày phải đi phỏng vấn, khai báo với các phái đoàn. Sáng sớm dậy, tôi đã ra khỏi barrack để đi vào một khu rừng non ở gần đấy. Tới khi trời tối mới trở về barrack. Khi đó cao ủy phát cho mỗi người 2 gói mì khô mỗi ngày. Nhiều người, nhiều gia đình, họ đem mì đổi gạo vân vân, xoay sở. Nhưng với tôi đã quá đủ rồi. 2 gói mì, sáng 1 gói, chiều 1 gói. Chương 49. Sướng khổ, không có tiêu chuẩn. Tôi làm được một cái chòi con ở giữa rừng, đủ để ngồi che mưa, che nắng. Bên cạnh có một dòng suối con róc rách, cứ như thiên thai của cụ Văn Cao. Túi tôi thì rỗng, nhưng đầu tôi thì không còn chỗ chứa. Tiếng chim hót, tiếng suối reo, gió mưa, cảnh vật không còn chỗ xếp. Tôi vào rừng như thế có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, cần đi vơ vét nhặt nhạnh lại anh ngữ trước đây đã rơi rụng gần hết. Thứ hai, giữ tâm hồn đi một con đường, tránh những dòng điện giật. Thứ ba, thưởng thức cái tự do cho cả cơ thể lẫn tinh thần và hòa nhập với thiên nhiên, thực hiện lời dạy của cụ Nguyễn. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ. Đứng trong cái tĩnh lặng, thanh vắng, tư tưởng mới chui luồn sâu vào từng ngóc ngách của mỗi sự việc. Tôi hiểu, nếu trong cuộc sống mình muốn cái gì cũng được, thì cuộc đời đâu có còn ly kỳ hấp dẫn nữa. Cho nên, sự khổ đau và hạnh phúc chỉ là sự tương đối, không có tiêu chuẩn nào cả. Có bao nhiêu của cải, nhà cửa, ruộng vườn là hạnh phúc, còn đói khát, tù đầy, mù lòa, tàn tật thì khổ đau. Đó là sự huyền diệu, kỳ bí tạo hóa đã ban cho loài người. Tôi nhớ một sự kiện nhỏ mà bản thân tôi đã trải qua. Thời gian khoảng cuối năm 1969, sau khi Hồ Chí Minh chết, không gian phân trại E của trại Trung ương số 1 phố Lu, Lào Cai. Khi ấy do Trung úy Hoàng Thanh làm giám thị, trại ở vào một nơi hẻo lánh, giữa một khu rừng già xa với người dân. Tù nhân trong trại khoảng trên dưới 350 người. Thành phần hầu hết là tù chính trị, gồm chừng 70 người dân tộc Mường, Mán, Mèo, Nhắn, Núng, Thái, Thổ, v.v.
Việc cộng ghép chung cho cái tội là thổ phỉ, cướp rừng. Có khoảng 20 người là tu sĩ, trùng sinh. Chừng 30 biệt kích gián điệp trong Nam ra Bắc hoạt động chống Việt Cộng. Còn lại hơn 200 là người ở các tỉnh trên miền Bắc. Việt Cộng ghép chung cho cái tội là phản tuyên truyền, phản cách mạng. Cũng như nhiều các trại tù của Việt Cộng trên miền Bắc, ăn uống đói khổ, ngô, khoai, sắn, bo bo, độn bò gạo. Không biết vì lý do gì, bật đi hàng tuần lễ không hề có tí gạo nào, chỉ có sắn và bo bo. Đúng là không có tự do mới thấy giá trị cần thiết của tự do. Không có ánh nắng mới thấy ánh nắng là kỳ diệu tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu nhớ và thèm cơm. Rồi đến tuần thứ hai, thứ ba thì bất cứ lúc nào mệt ngủ đi. Chứ không thì bất cứ ở đâu ngoài nương khoai, vườn sắn hay trong rừng chặt tre đốn gỗ, ở lán thủ công, nơi tù lao động, lúc nào tâm tư cũng như chuyện trò, ai cũng chỉ nghĩ và nói về cơm thôi. Rồi tuần lễ thứ tư, thứ năm thì trại bắt đầu đi kiết lỵ nhiều, mặt anh nào cũng tái ngắt, mắt trắng dã nhìn nhau. Thương hại nhất là các bác già, răng đau hoặc không có, móm mém ăn bo bo không nhai vỡ hết, nên khi đại tiện ra còn nguyên, nhà xí, nhà tàu của trại cũng không còn hôi thối nữa. Ăn phải có mắm muối, hay ít cá thịt thì phân mới thối. Do đấy có những anh đói quá, tiếc rẻ của trời đã chui vào thùng phân, hót nhặt những hạt bo bo còn nguyên, khi đi lao động ra suối rửa, rồi cho vào ống nứa nấu lại mà ăn. Qua bản thân, tôi xin thành thật mà nói, giai đoạn này, bất cứ đêm hay ngày, cuộc đời, cha mẹ, họ hàng, anh em, miền Nam, cả tổ quốc, quê hương, chẳng cần và không còn lúc nào tôi nghĩ tới nữa, mà chỉ nghĩ đến ăn, đến cơm, đến những bữa ăn tưởng tượng. Nếu khi mệt thiếp ngủ đi mà mơ, thì cũng mơ đến ăn mà thôi. Cứ mỗi ngày, hai ba người chết là chuyện thường. Chẳng trách Việt Cộng họ giữ ổn định vững vàng, chế độ của họ được là vậy. Bất cứ người dân nào, từ cán bộ công chức thợ thuyền vân vân, ai cũng chỉ đêm ngày tính toán cho cuộc sống gia đình, không thiếu hụt đói khát mà thôi. Có thể, ban giám thị và cán bộ thấy tình trạng này thì tụi tù sẽ chết dần hết, cho nên họ họp nhau quyết định thứ bảy này sẽ cho tụi tù ăn một bữa cơm. Tin còn bí mật, nhưng có thể một tên cán bộ nào đó chỉ nói riêng với một tên tù thân tín như tổ trưởng, toán trưởng vân vân là chiều thứ bảy này trại sẽ có một bữa cơm, nhớ chỉ một mình anh biết thôi. Tin quan trọng như vậy mà bảo chỉ mình anh biết thôi, anh đó lại có một người thân tín khác. Cho nên chỉ ngày hôm sau, cả trại hơn 300 người ai cũng biết cả. Còn một ngày nữa mới tới cái bữa cơm chiều thứ bảy mong chờ ấy. Thế mà tù nhân gặp nhau bất cứ ở đâu, lúc nào mắt cũng sáng long lanh như nhắc nhở. Còn một ngày nữa thôi đấy nhé. Để rồi cho tới đêm hôm thứ sáu, qua tôi tin rằng đêm ấy là cả một trời thơ mộng cho chiều mai của mỗi người tù. Ngay sáng hôm sau, toàn trại tập họp để đi lao động như mọi ngày. Dù không cần nhìn, cũng phải thấy, mặt mọi người tù như có một khí thế khác thường. Mắt ai cũng như sáng hẳn ra. Mấy bác già khó tính, miệng cũng hay nở nụ cười bao dung với mọi người. Và chiều hôm ấy, chưa về tới trại, hãy còn lưng chừng, gần trại e thôi. Mùi cơm nồng nàn từ bếp thơm phức đã tỏa phà ra, để những anh chàng tù ai cũng muốn cong mũi lên để hà hít, hít thở rồi nhìn nhau mỉm cười. Vào trại nhìn cảnh tù ríu rít chạy như con thoi, người ta bảo vui như ngày Tết. Cá biệt một vài anh không thể kìm hãm lòng mình được, khi còn đang cân cơm đổ vào từng bát ở ngoài sân, anh ta đã chộp lấy phần của anh. Dù chia chưa xong, bốc lấy, bốc để, mắt trợn ngược, mồm há hốc, đút cơm vào rồi.
Một số những người trầm lắng, họ thong thả đường hoàng, đưa cơm về chỗ đậy lại. Nếu không thể chế ngự được cái háo hức trong lòng, để nuốt vào những giọt nước miếng thèm khát rỉ ra, thì chỉ nhón một vài hạt cơm, cho vào miệng, khe khẽ nhai mà thôi. Cá biệt có vài anh dứt khoát, cương quyết không động vào một hạt cơm, đợi cho cán bộ vào buồng điểm xong. Bây giờ về chỗ mới bỏ màn xuống, không sáng lắm vì ánh điện yếu lại ở trong màn, thì chịu khó rờ rẫm cũng sẽ phân biệt từng hạt cơm để mà hưởng thụ, để mà thưởng thức dần dần cho đã niềm thương nhớ, nỗi thèm thuồng của gần 2 tháng trời chứ có ít đâu. Tạo hóa đã ban cho loài người một kỳ vật cao quý như vậy mà nhiều người lại coi thường. Ngay tôi, bây giờ bất cứ nơi đâu, dù cả ở xứ cờ hoa này, cơm, bánh, thực phẩm, loại đắt tiền nhất tràn lan, ê hề chung quanh, làm sao tôi tìm lại được bữa ăn có cảm giác thèm khát, háo hức ngon như chiều thứ bảy ở phân trại E tù ngày ấy. Từ đấy, nhìn vào thực tế cuộc sống xã hội, những người chán đời tự tử, từ bỏ cuộc sống, không phải là những người bị mù lòa, tàn tật, hiểm nghèo nhất, cũng không phải là những người trong hoàn cảnh đói khổ nghèo túng nhất. Chúng ta đều đã suy ra khổ đau, và hạnh phúc trong cuộc đời chỉ là một sự tương đối. Điều quan trọng là phải biết ứng dụng, nâng cao ý chí chịu đựng và chuyển đổi hoàn cảnh của mình. Có những buổi chiều tối từ trong rừng trở về, tôi thường lang thang về một đường phố dài nhiều hàng quán do người tị nạn tạo lập, những cửa hàng của người Tàu, người miền Nam, miền Bắc, miền Trung, đủ kiểu đủ loại. Tôi có cảm tưởng như chợ Đại Cống Thần của đồng bào Hà Nội tản cư hồi trước năm 1954. Có một cửa hàng trái cây của người Hoa, tôi cứ lượn qua lượn lại nhiều buổi tối, nhìn những quả táo, cam, chùm nho, những loại tôi đã được nhìn thấy ở chợ Bến Thành trước khi chui vào miệng con hồng tuộc. Tôi đã được biết mùi, nhưng có một trái lạ tôi đã hỏi những người cùng mua hàng. Tôi được biết là trái lê, nhìn cái da của nó trắng nõn như ngà voi, tròn như trái táo. Lục lại cái hố sâu của tâm tưởng, rõ ràng tôi chưa hề được nếm mùi lạ này. Nó ra sao? Tôi nâng quyết tâm, dứt khoát mình phải được nếm. Tôi băn khoăn, vấn vương nhiều buổi tối mỗi khi bước qua ngôi hàng này, chỉ vì cái túi của tôi đã từ lâu thường dán chặt vào nhau. Chí, mấy cái tem gửi thư, tờ giấy viết đã làm cho tôi phải lao đao vấn vít lẫn vào. Tiếng suối reo, tiếng chim hót và cả tiếng ve sầu kêu ở trong rừng. Thế mà một buổi tối tôi trở về, mới bước vào cửa ba rác đã có mấy người rối rít lên. Anh Bình có loa gọi lên ban đại diện nhận money order. Như trong hầm tối tìm thấy cửa hang, nhiều sợi tơ vàng quấn quanh giấc ngủ của đêm hôm ấy. Ông Ân hay bà Ân nào của bốn phương trời lại ngó một mắt đến nơi hẻo lánh xa xôi này. Không ngờ người đó lại là Lầu Chí Chăn, một người nhái được về sau tôi nhưng lại có hoàn cảnh đến bờ trước. $20, nhưng làm sao định giá của nó được trong cảnh đời của tôi lúc bấy giờ. Tôi đã chạy như có người đuổi về chỗ cô nàng Lê có nước da ngà voi, được gói gọn trong giấy hồng lụa mềm, chỉ có 50 xu Mỹ. Tôi đã ôm gọn cái tôi chưa biết mùi, chạy bay vào rừng, về căn lều đục và bên dòng suối Nghê Thường. Không có chỗ nằm, tôi ngồi dựa vào một thân cây làm cột lều, lôi tuột của lạ xuống để ngay ra trước mặt. Trước khi cắn, tôi nhìn kỹ lưỡng một lần nữa. Một làn hương chưa bao giờ ngửi thấy đã đẩy tay tôi đưa áp vào mũi. Phừ quá, không chịu đựng nữa rồi. Một con chim màu xanh lam đầu đỏ chót đứng trên một cành quen chéo trước mặt nhìn tôi cất tiếng hót. Hì lá, hì lá, cứ như muốn đòi chia phần vậy. Tôi quắc mắt lườm lại nó. Rồi tôi đã cắn một miếng từ lúc nào.
Nghe cuống họng kêu rồm rột, tôi nhai ngấu nghiến. Chỉ hơn 2 phút, quả lê nõn nà đã mất tiêu vào cái bụng, cung cấp sự sống từ bao giờ. Con chim đầu đỏ đã bỏ đi từ lúc tôi lườm. Tiếng suối hôm nay nghe như một đám trẻ con đang cười đùa đuổi nhau ở sân đình. Tôi đứng dậy, thả bách bộ vào mãi chiếc đầm con cạnh dòng suối. Miệng vẫn còn ngon ngọt vì nước của trái lê còn dư vị. Tư tưởng của tôi đã nhảy phát về quê nhà, thoáng thấy mẹ, vợ và con gái, lại vút về cu cu với con tàu đã nuốt sống 105 mạng người. Hẳn bây giờ chỉ còn xương rải rác đây đó dưới đáy biển hay trong bụng những con cá to. Còn một người vô thức nằm lại cu cu, nhìn chung quanh cảnh rừng im vắng. Chợt một ý thơ lâu ngày của một cổ nhân Trần Tử Ngang, đời nhà Đường, sọc vào trí óc của tôi. Nhìn phía trước người xưa vắng vẻ, ngoảnh về sau quạnh quẽ người sau. Ngẫm hay trời đất dài lâu, rừng hoang sầu lắng, ngậm ngùi mình tôi. Một điều đáng được biểu dương như một truyền thống tâm linh của dân tộc, đồng bào ở Pulau Galang đã dựng xây một ngôi chùa to lớn với những trang trí của hoàn cảnh tị nạn, nơi tụ tập cử hành những ngày lễ trang nghiêm tôn thờ Đức Phật Như Lai và Quan Thế Âm Bồ Tát. Một nhà thờ cao ráo nằm dài cạnh một đồi thông tôn thờ Chúa Giêsu Hài Đồng và Đức Mẹ Đồng Trinh. Vào những ngày chủ nhật, người Công giáo đến tham dự lễ đông đúc khác thường. Cha Dominici, ngài tận tụy tha thiết phụng vụ người tị nạn như cho chính người vậy. Có thể mỗi người vừa trải qua những ngày gian truân hiểm nguy sống và chết, lòng mộ đạo được củng cố phát triển lũy tiến. Kỳ này, trên khu cao ủy nhộn nhịp khác thường, nhiều phái đoàn của Canada, Úc Đại Lợi và nhất là của Mỹ mới được tăng cường. Tôi đã nhìn, nghe nhiều cảnh, nhiều tình huống cười ra nước mắt, nhưng cũng có lúc ngậm ngùi xót xa. Sáng hôm qua tôi vừa đến khu của phái đoàn JVA của Mỹ, thấy một đám đông nhốn nháo. Một ông hơn 40 tuổi là đội trưởng một đồn cảnh sát ở Nha Trang, không hiểu vì lý do gì bị phái đoàn Mỹ từ chối. Ông đã kéo theo đứa con gái 8 tuổi nhảy xuống chiếc giếng sâu phía sau khu cao ủy. Người ta hô hoán, cảnh sát Indo đã phải dòng dây leo xuống cứu. Cả hai bố con đều bất tỉnh nhân sự. Ông bố bị gãy chân trái, đứa con gái vỡ đầu máu chảy lênh láng, đỏ cả chiếc áo. Họ cho lên một chiếc xe Indo chở đi nhà thương cấp cứu. Tôi chưa biết nhà thương ở đâu, xa hay gần. Từ hơn một tháng nay, hệ thống truyền thanh của trại thường nói về cuộc vượt thoát oai hùng bằng đường bộ của Lý Tống. Anh ta đã bơi qua eo biển giữa Mã Lai và Singapore, một cái eo biển được thế giới biết đến vì có rất nhiều cá mập. Một vài tờ báo ở Mỹ đã gọi anh là A Man Never Seen. Đài truyền thanh của trại thường phát về chiều tối và buổi sáng sớm, nhiều chi tiết tường thuật về anh. Nhưng một chi tiết tôi để ý, theo đài, khi anh vượt qua Campuchia đến Thái Lan, ông đại sứ Mỹ ở Thái Lan đã đến thăm anh với những thành tích vượt thoát nhiều lần trong nhà tù của Cộng sản. Ông có hỏi Lý Tống, anh có một phương sách gì hữu hiệu để tiêu diệt chủ nghĩa Cộng sản không? Lý Tống đã chỉ vào một tập giấy viết tay ở đầu giường trả lời, tất cả đường lối, kế sách để triệt tiêu cái chế độ vô thần tàn ác Cộng sản đều nằm trong tập giấy này. Tôi rất ngưỡng mộ, thèm muốn có một ngày nào đó được đọc để học hỏi những điều kỳ diệu ấy. Rồi được biết, anh Lý Tống cũng đã có mặt ở ga lăng này. Tấm lòng của anh cũng rất đặc biệt, do cái quỹ nào đó ở Mỹ đã tặng anh $500. Anh đã tặng lại ngay phòng giáo dục trại để mua sách vở cho các cháu thiếu nhi ở trại ga lăng.
đã có một số anh em mới quen biết ở trại nói với tôi. Ở trại tị nạn Ga Lăng này gần 20.000 người, có hai người đặc biệt, Lý Tống và anh là một điệp viên đi tù 18 năm. Lý Tống thì danh tiếng như cồn, còn anh như con gà giò. May mắn thoát khỏi mồm con lang thì lại chui vào bụi rậm nằm im thin thít. Tôi đã cười chậm rãi nói với các anh, một người đi trên máy bay gào mây thét gió, còn một người thì lò dò lặn lội ven bờ ao, cao và thấp đã rõ ràng. Một buổi chiều muộn, tự nhiên thấy lòng cồn cào, lắt lay về thành đôi yêu dấu. Tôi mò lang thang lên đầu một cái mỏm Ga Lăng, hướng về quê nhà. Trong dáng chiều Nghệ Non, rải rác đây đó hàng chục những cặp đầu xanh, lẫn đôi mái đầu tiêu nhiều múi ít, như dính chặt vào nhau trong cái dạt dào ồn ào của sóng biển. Tâm hồn của họ đã biến đổi từ khô cằn vàng úa sang màu xanh mượt mà tương lai. Lòng nhiều người đã mở cửa đón nhận hương sắc của đời. Da trời chuyển thành màu tím ngắt như cà ghém tím vào mùa. Tôi đăm chiêu rõ nhìn về phương trời xa mờ mịt, rồi lặng lẽ trở gót. Tôi quay về barack mặc cho dòng đời chênh vênh ngược xuôi chìm nổi. Ngày hôm sau, tôi len lỏi vào mãi phía trong sâu của mảnh đất nhiều sỏi đá, nhưng đã khắc dấu tự do vào tâm hồn nhiều người Việt. Xa xa một ven đồi nhiều đại thụ, rõ ràng một chiếc cổng sơ sài, mộc mạc bằng cây rừng, một miếng gỗ dài, quét vôi trắng, viết chữ Chiêu An Tự, mực tàu đen nhánh, treo trên một chiếc cổng thô sơ như muốn lôi kéo lòng bọc mạch của khách lãng du. Quả thật, khi tôi gần đến nơi, đã thấy thấp thoáng bóng người qua những con đường lắt léo leo trèo. Mùi hương trầm đã phảng phất trộn vào mùi hăng hắc ẩm mốc của cây rừng. Bước vào trong cổng, càng đi tôi càng ngạc nhiên. Con đường nho nhỏ gập ghềnh, nhưng tỏ rõ có bàn tay người săn sóc hàng ngày, dẫn vào một ngôi chùa nhỏ, phải nói là một ngôi nhà gỗ lợp tôn phi pro đã mốc meo. Càng đến gần, mùi hương khói càng đặc sệt, tiếng mõ đều đều thong thả vọng ra. Hồn tôi như du vào cõi thinh không, một thoáng trở về gặp tiền bối Chu Mạnh Trinh. Thoáng bên tai một tiếng chầy kinh, khách Tăng Hải giật mình trong giấc mộng. Thấy tôi ngấp ngó nhìn vào trong điện, một vị sư chừng gần 50 tuổi, từ trong một cửa ngách đi ra. Như một cơ duyên của hai tâm hồn riêng biệt, tôi đã được đàm đạo với thượng tọa gần 2 tiếng đồng hồ về kiếp nhân sinh, về nhân quả luân hồi của kiếp người. Tôi nhớ vị thượng tọa đó là Thích Thắng Hoang. Hơn 20 năm rồi, chẳng biết thượng tọa hiện nay ở phương nào. Chiều hôm đó tôi trở về barack, được biết tôi có một lá thư Việt Nam. Nhìn đồng hồ chỉ còn 7 phút nữa là bưu điện đóng cửa. Tôi chạy học tốc lên ban đại diện như đuổi theo một chuyến xe đò vừa bắt đầu lăn bánh. Đến nơi cửa đang đóng cánh cuối cùng thì tôi bước vào, cầm lá thư đầu tiên từ quê hương sau hơn 5 tháng mờ mịt chân mây. Như một hành động vô thức, đôi tay tôi đưa lá thư lên tận mũi từ bao giờ. Tôi có cảm tưởng lá thư còn hơi hướng của mẹ, của vợ, của con, và còn cả cái mùi ngan ngát của quê nhà thương nhớ của riêng tôi. Tôi hiểu có nhiều điều bất ngờ lắm trong lá thư, nhưng tôi cương quyết không xem lúc này. Tôi nút lá thư vào trong ngực, chỗ trái tim tôi đang thổn thức vơi đầy. Tôi sẽ ôm lá thư ngủ một đêm với bao nhiêu điều dật dờ, nơ lửng, bất ngờ trong lá thư đầu, từ ngày xa những người thương yêu nhất của đời tôi. Chương 50. Mẹ đã đi với thầy. Sáng sớm hôm sau, xách 2 gói mì, tôi chạy vào ngôi biệt thự giữa rừng hoang. Trang trọng, nhóm lửa, ca nước sôi,
Vừa uống vừa ăn mì xong, tôi ghé ra dòng suối Tiên rửa mặt, rửa tay, chải đầu. Bây giờ tôi mới nhẹ nhàng khe khẽ móc lá thư. Từng chữ ngọt ngào của vợ tôi như múa, như dãy lên đành đạch trước mắt tôi. Tôi nhắm mắt ngồi im, chỉ còn tiếng gió rừng thì thào, tiếng suối rì rả cười, khóc triền miên. Tôi lại mở mắt ra đọc lại lá thư lần nữa, cố coi như ấn tượng khi nãy chỉ là ảo giác. Người mẹ kính yêu của tôi đã về với thầy tôi, người đã mất 36 ngày rồi. Lá thư Hoa đã viết ngày 8 tháng 5 năm 1983, sau khi mẹ tôi đã mất đúng một tuần. Một ý tưởng dạy bảo của Đức Khổng Phụ Tử lấp ló trong đầu: phụ mẫu tại đường, bất khả viễn du. Cha mẹ già còn sống, con cái không được đi xa. Tôi có lý do vững vàng, nhưng mắt tôi vẫn mờ đi. Hai giọt nước mắt đã rơi xuống đùi. Chính mẹ tôi đã cho phép và dục dã tôi ra đi. Cũng một ý tưởng khác chợt đến, làm cho mắt tôi sáng dần ra. Mẹ tôi sống ngày nào trong mù lòa tăm tối, xa chồng, xa con, càng mòn mỏi héo hon. Như vậy, mẹ tôi về với thầy tôi sớm ngày nào tôi phải vui lòng, tuy còn một chút co xoắn vặn vò. Tôi chưa đi hẳn tới bờ, nên mẹ tôi chưa hề được nếm thử một trái ngọt, hoa thơm mà người đã bỏ công vun trồng. Bù lại, trong lá thư tôi đã để lại một giọt máu nữa trong hoa. Không biết là trai hay gái, gần 7 tháng rồi, vợ tôi bụng chửa, con còn dại, giữa chợ đời khoai sắn cũng không đầy bao tử. Lá thư có mỗi một điều làm cho bụng tôi cũng phải nở nụ cười. Hoa nói: cô Ngọc, anh công an khu vực đã trợn mắt nói Hoa. Anh Bình vẫn nói: còn người mẹ mù lòa, tàu có đến đón cũng không đi, thế mà đã biến rồi, ai ngờ được. Tôi cười bụng vì tôi đã lừa được chúng. Hai ngày sau, tôi đã được phái đoàn Mỹ chấp nhận. Họ hỏi tôi: anh không có thân nhân nào ở Mỹ, vậy anh muốn đến tiểu bang nào? Tôi đã trả lời rành rọt: tôi xin ghi lòng, nhân dân Mỹ đã mở bàn tay nhân đạo đón nhận tôi. Bất cứ nơi đâu trên thế giới này không có mùi tanh hôi mủ máu con hồng tuộc là thiên đàng của tôi rồi. Còn 13 ngày nữa, tôi sẽ được di chuyển vào Ga Lăng 2, là khu cho những đồng bào đã được phái đoàn Mỹ chấp nhận. Và một nửa thuyền của tôi không được Mỹ đón nhận, họ đi Úc, Canada, vân vân. Đặc biệt, có anh Trường, đại úy công an, không được đi Mỹ, lại có dư luận về tới Việt Nam là do tôi có ý kiến với phái đoàn Mỹ. Thân tôi cũng bèo bọt như những người tị nạn khác. Nếu tôi được làm theo ý, anh Trường là người được ưu tiên nhất đi Mỹ. Anh đã thực sự kinh tởm cái chế độ phi nhân tính. Anh đã tẩy trừ được máu độc, bùa mê của con hồng tuộc trong con người của anh. Anh đáng được khích lệ, biểu dương hơn nhiều người của chúng ta, trong đó có tôi. Một buổi trưa, tôi đang ngồi cặm cụi nhặt lượm một số từ anh văn trong căn lều con giữa rừng, thì có bóng một người thấp thoáng tiến vào. Cô Hoài, cô là chị của Hằng, làm cho tôi đến ngỡ ngàng. Căn lều chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, vậy mà cô cố lách vào. Điều chính yếu là cô muốn khoe với tôi, cô đã được phái đoàn Mỹ nhận và cô cũng sắp vào Ga Lăng 2. Ngồi trong căn lều chật, hơi hướng của cô phả ra như mưa bụi. Nhiều lúc tôi phải nín thở để đè ngọn lửa, cứ đòi phực lên trong lòng. Lẽ thông thường, mèo đi lùng sục tìm mỡ, nhưng hôm nay do hoàn cảnh tị nạn đã đến được bờ tự do. Lòng của ai to nhỏ tùy theo đều mở, nên mỡ đã bò đến miệng một con mèo. Con mèo này cũng thèm lắm, nhưng có một sức mạnh vô hình áp đảo, nên đành dội cho tắt ngấm ngọn lửa ở trong lòng. Hơn một giờ chuyện trò, có lúc cô đã rủ tôi ra bên dòng suối mơ,
đứng nghe tiếng cười róc rách của những giọt đời khua khoáng. Sau khi tiễn cô ra, tôi lại mò mẫm vào căn lều, hãy còn đầy ắp hơi hướng của cô Hoài. Từ ở Natuna, Cucu cho đến Ga Lăng, tôi chưa một lần nói chuyện hai người, kể cả những điện từ của đôi mắt với cô. Hẳn cô thấy từ 6-7 tháng nay tôi và cô Hằng không còn liên hệ gì với nhau. Thôi, cứ để cho dòng đời trôi theo những nẻo riêng của mỗi người. Tuy vậy, cô Hoài cũng đã khuấy rối lòng tôi. Cả buổi chiều hôm ấy, ngồi nhìn những từ ngữ tôi đang cần thu nhặt, chúng cứ hỗn độn lên, chẳng chịu chui vào trong tiềm thức của tôi. Nghe một tiếng chim kêu lạ, tôi chui ra khỏi lều. Một con chim to như con thỏ non đến thì, có cái đuôi cánh chả dài như đuôi cơm, đầu nó có một chùm lông trông như một cái ngù vàng và đỏ, tưởng như nó đang đội một cái mũ cánh chuồn. Nó nhìn xuống dòng suối rồi lại nhìn tôi kêu, kê tài, kê tài, mà tôi nghe như kề tai, kề tai. Tôi định dướn lên hỏi nó, kề tai để làm gì? Nhưng tôi chợt kìm lại, làm sao nó hiểu được tiếng người chứ? Tôi chưa hề trông thấy một con chim nào như vậy ở quê hương. Tôi đã ngẩn ngơ, nghe nó kêu lâu lắm, cho đến khi nó cất cánh bay đi. Nhớ lại, lúc nói chuyện với cô Hoài, tôi được biết vợ chồng Phạm Lộc, cả gia đình bác Lý Văn Bang, cả cậu Sinh Vua Trèo Dừa cũng sang Úc, và cậu Sinh cũng sẽ là rể tương lai của bác Bang. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi đã gặp vợ chồng Lộc, vì người ân và vì món nợ danh dự ba cây vàng. Lộc và Liên chưa có địa chỉ ở Úc. Tôi và Lộc đều lờ đi cái quắc mắt lườm hôm ấy. Có thể thấy tôi và Hằng như không còn liên hệ, nên vợ chồng Lộc lại vồn vã như xưa. Phái đoàn Mỹ đã cho tôi một cái địa chỉ ở Mỹ để liên lạc thư từ. Hội ERC 140 Boylston Street, Massachusetts 02101. Tôi chẳng biết nó ở đâu. Tôi cứ đưa cho vợ chồng Lộc để sau này phòng hờ liên lạc. Ngày 8 tháng 6, tôi được chuyển vào Ga Lăng 2, cách Ga Lăng 1 chừng 3 cây số. Ga Lăng 2 lúc ấy có khoảng 4.000 đồng bào, cũng có một ban đại diện. Từ hơn một tháng trước, do tình cờ tôi quen một anh đại úy pháo binh tên là Đỗ Văn Thịnh. Cái lon đại úy của anh phải đeo hàng chục năm, chỉ vì anh là loại người đứng thẳng bằng đôi chân của mình, và đầu của anh cũng không biết cúi. Đấy cũng là điều tôi quý trọng anh. Sau khi anh biết sơ lược về chuyện tù đày của tôi và thấy tôi cứ hay vào rừng một mình, anh khích lệ là tôi cần phải hòa đồng với mọi người. Anh đã trên 50 rồi, và anh lại là người từ chối không đi Mỹ, dù anh đã đi tu nghiệp ở Mỹ gần 2 năm. Anh đã xin đi Úc, cũng chính do anh giới thiệu, nên khi vào Ga Lăng 2, tôi đã đảm nhận phần việc trưởng phòng tiếp liệu. Vì anh đã hiểu tôi, nhìn lợi và danh như nhìn lá cây trong rừng. Phòng tiếp liệu ở một trại tị nạn cũng chẳng có gì. Tuy vậy, do buổi đầu nhiều khó khăn thiếu thốn, cũng đã làm cho nhiều người khúc mắc. Cụ thể, mấy ông trưởng phòng trước cũng có một vài vấn đề. Cũng chẳng có gì, mì gói, gạo, cá khô, xà phòng, trứng vịt. Đôi khi có chăn màn, văn phòng phẩm vân vân do cao ủy tị nạn cung cấp. Tôi cũng đã đắn đo mấy ngày, dù chưa bao giờ có, nhưng danh và lợi đối với tôi vẫn bàng bạc như lá thu. Nhìn lại suốt 18 năm tù ngục ở cả các trại tù trung ương, nếu ham muốn tôi cũng tạm đủ khả năng làm trật tự thi đua, buồng trưởng, đội hay toán trưởng. Nhưng cao nhất chỉ là tổ trưởng một tổ mộc kỹ thuật. Về chuyên môn, đó cũng là chỗ đứng của tôi ở trong tù. Nếu không thì sẽ cũng như anh Luyện, ăn đói nằm co, còn hơn ăn no vác nặng. Nhưng mà nằm co một chỗ thì làm sao hiểu, biết được những sự việc ở bên ngoài trại chung. Huống chi ở đây là làm cho mình,
cho những đồng bào tị nạn cộng sản như mình nên tôi đã nhận lời. Ban đại diện khi đó do anh Vũ Minh làm trại trưởng, bác sĩ Vũ Linh Huy là tổng thư ký và có 4 phòng: trật tự, giáo dục, thông tin và tiếp liệu. Phòng tiếp liệu có 5 nhân viên phụ giúp, lương tượng trưng mỗi nhân viên 500 rupees, trưởng phòng thì được 800 rupees. Tôi ở thuộc khu vực D, mỗi khu vực từ 5 đến 7 barrack. Tôi nhớ Cao Xuân Huy cùng tàu khi ấy cũng là khu vực trưởng một khu. Ga Lăng 2 bắt đầu có chủ trương mới, mọi người được nhận vào Ga Lăng 2 để đi Mỹ đều phải được khảo sát về trình độ Anh ngữ. Tùy theo trình độ để phân bổ thành các lớp học từ 3 đến 5 tháng. Sau đó, phải học thêm nếp sống văn hóa của nước Mỹ. Như thế lớp cao nhất là CO, Cultural Only, nghĩa là chỉ cần học để có khái niệm về nếp sống văn hóa ở xã hội Mỹ. Tôi do may mắn và cũng có thể do ấn tượng trong lúc trao đổi khảo sát của những giáo viên Anh ngữ Indo, khi họ biết tôi đã được CIA huấn luyện đào tạo ở Sài Gòn, nên tôi chỉ phải tham dự lớp CO. Họ chăm chú, tò mò hỏi những chuyện một mình tôi dám xông ở bên trong bức màn sắt của Cộng sản. Trong một cái trại tị nạn Cộng sản hơn 4.000 người, thì hàng ngày có nhiều những sự việc, tình huống xảy ra. Có một sự việc vẫn còn đeo mắc trong lòng tôi đến ngày hôm nay. Hôm ấy là một ngày phát phần thưởng mãn khóa cho các lớp học Việt ngữ của các cháu nhỏ từ 7 đến 15 tuổi. Hàng mấy trăm các em thiếu nhi, hàng nghìn phụ huynh và đồng bào trong trại, có quan khách Indo và cao ủy tham dự. Ngoài sân trại, ban đại diện, lá cờ vàng 3 sọc đỏ tươi roi rói, uốn éo sóng đôi với lá cờ Indo màu trắng đỏ đứng bên cạnh. Sau bài quốc ca chào cờ của Indo, đến khúc nhạc chuẩn bị chào quốc kỳ Việt Nam, đứng trong hàng ban đại diện, tôi dõng dạc hùng hồn cất cao lời ca, hòa đồng với hàng ngàn cái miệng, làm nóng sôi, râm ran bầu không khí của cả một vùng. Nhiều chỗ, tôi phải dựa vào chung quanh để gào, hát quốc ca từ hơn 20 năm không được dự hưởng. Mắt tôi ngước nhìn lá cờ vàng của Tổ quốc tung bay, như đang cuốn hồn dân tộc, khí thiêng của sông núi trong ánh hào quang của mặt trời. Lòng tôi thổn thức rưng rưng, sung sướng. Nhiều người lên nói chuyện tôi đã quên rồi, nhưng ông Siêu Năng Năng, đại diện của Ga Lăng, nhìn xuống các em thiếu nhi Việt Nam nhắc nhở. Rồi đây, các em sẽ đến sống lập nghiệp ở một nước thứ ba. Các em hãy luôn luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam, thì phải biết tiếng Việt Nam. Bằng những âm sắc hơi là lạ của tiếng Anh, ông đã làm tôi xúc động đờ đẫn. Một người Indo lại quan tâm nhắc nhở con em của dân tộc tôi. Nhưng chính chúng tôi, những ai còn ý thức tự trọng mình là người Việt Nam, tôi xin cảm ơn ông Siêu Năng Năng mãi mãi. Ông đã dạy cho tôi một bài học ý nghĩa. Một thoáng chợt về gặp cụ Bằng Bá Lân. Đừng lo đàn con dốt anh văn, mà sợ chúng quên gốc quên nguồn mà thôi. Một buổi trưa, tôi đang ngồi làm tổng kết cho quý hai, thoáng một bóng người lấp loáng ngoài cửa văn phòng. Một anh chừng 40 tuổi, giọng nam trung nhẹ như ca như hát. Ông là trưởng phòng hả? Vui lòng cho tôi xin một lọ corrector. Sau khi được biết anh là Lý Tống, như thấy được món hàng tôi đang cần tìm, dịp may đưa đến, tôi đã vồn vã cả buổi chiều hôm ấy. Anh và tôi đã say sưa đưa nhau ra hội trường vắng vẻ, đổi trao những chuyện quê hương và những chuyện đời. Khi đã là bạn bè, tôi đã trầm trồ muốn được đọc, xem cái kế hoạch tiêu diệt Cộng sản anh đã nói với ông đại sứ Mỹ ở Thái Lan. Anh đã trả lời tôi là, anh quá nhiều sách vở giấy tờ, bây giờ không biết để lẫn vào đâu. Anh hứa sẽ tìm,
Những lần sau tôi hỏi đến, anh vẫn chưa tìm thấy. Một kế hoạch thần kỳ như vậy, thật đáng tiếc cho quê hương, cho nhân loại. Cho tới ngày sang Hoa Kỳ, khóa học trước sau, mỗi người một hướng, trong cái bao la của nước Mỹ với vạn nẻo đường tị nạn quê người, chưa một lần nào Lý Tống và tôi gặp lại. Dù khi chia tay ở Ga Lăng, Lý Tống đã viết vào cuốn sổ của tôi một địa chỉ ở Đại học Harvard để liên lạc khi đến Mỹ. Thậm chí, năm 2002, tôi đã lên đài sống trên đất Mỹ để ca tụng những chiến công có 102 của anh ở Việt Nam, ở Cuba. Một lần, đài sống trên đất Mỹ đã mời hai diễn giả trong một buổi lễ kỷ niệm của đài là Lý Tống và tôi. Nhưng thật không may ngày ấy, dù ông Vạn Võ đã gửi vé máy bay sang, một lý do bất khả kháng tôi không đi được. Tôi đã tưởng buổi ấy để Lý Tống biết được tác giả Thép Đen chính là người đã quen nhiều với Lý Tống ở Ga Lăng. Đã có những chuyện ngộ nghĩnh, như một anh đại úy dù mà tôi đã quen ở Ga Lăng đã mua hai cuốn một và hai Thép Đen gửi tặng cho tôi với lời đề tặng: đây là một tác phẩm đáng giá, anh cần phải đọc. Cho đến nay tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm. Cũng thật là hiếm trong lĩnh vực văn chương mua sách của tác giả để tặng cho tác giả. Cho đến bây giờ, anh bạn đại úy ấy, cả Lý Tống và nhiều người nữa, vẫn hiểu Đặng Chí Bình và người quen biết cũ là hai người. Một buổi trưa, tôi ở phòng tiếp liệu trở về barrack. Bà con kháo nhau là cái cô Hoài rất ăn diện. Đêm qua có một anh trung úy hải quân đã từ buồng của cô trèo qua cửa sổ ngã, phải đi băng đầu gối. Tôi thấy chuyện như vậy là bình thường, biết bao nhiêu cô gái thích ăn diện lại không có tiền, trong khi thoát khỏi sự kiềm tỏa của gia đình. Tôi đã đau lòng với những cô gái Việt sóng đôi hoặc thậm thụt với cảnh sát Indo, tràn lan những chuyện ngược xuôi não ruột, thậm chí có cô bụng chửa, có cô đẻ con. Những vấn nạn này nguồn gốc do đâu? Một ngày chủ nhật, tôi rủ cậu Công và cậu Ngọc Anh, tên giống cô công an khu vực, lần mò ra cái nghĩa địa ở một nơi hẻo lánh giữa Ga Lăng 1 và 2. Tôi và hai cậu cứ lang thang cả buổi, hết ngôi mộ này đến ngôi khác. Gần 20 nấm mồ vô chủ đã nằm lại nơi đất khách, như một chút lòng của người cùng một nước chúng tôi thăm viếng. Hai cậu đều là nhân viên phòng tiếp liệu. Do một sự tình cờ, năm 2001, tôi gặp lại cậu Ngọc Anh ở một supermarket. Mãi tôi mới nhận ra cậu đã có sự nghiệp, nhà cửa, vợ con ở thành phố Milton cùng tiểu bang Massachusetts. Chương 51: Đàm đạo bạn bè Indo. Do những quen biết với một vài giáo viên Anh văn người Indo, một ông 38 tuổi dạy văn hóa Mỹ lớp tôi là Dakosin. Anh này rất thích nói chuyện với tôi từ khi anh sát hạch. Biết sơ qua về CIA đã đào tạo tôi ở Sài Gòn, anh rất tò mò muốn biết nhiều chuyện tù đầy trong chế độ Cộng sản miền Bắc Việt Nam. Vì thế anh đã tổ chức một bữa cơm, có tôi và 5-6 người bạn của anh. Mục đích anh muốn tôi nói những nét chính yếu tôi đã ra Hà Nội đầu năm 1962. Để hỗ trợ anh ngữ ngập ngọng của tôi đã mời theo anh Vũ Linh Huy, tổng thư ký của ban đại diện trại. Mở đầu bữa cơm, có nhiều chuyện đề cập nhưng đều có chung một quan điểm. Trong sự quen biết giữa người và người, điều quan trọng bậc nhất là sự chân thành, dù có lúc gồ ghề, thô kệch, nhưng sẽ dài lâu. Mấy người Indo có anh là cảnh sát trưởng phòng hình sự Ga Lăng và một ông trong ban cao ủy thị nạn. Các anh tỏ ra xuề xòa, thẳng thắn. Đã nói thật, vì có các anh là Việt Nam, chứ chỉ riêng chúng tôi thường dùng 10 chiếc đũa trời, chẳng cần thìa, đũa, bát. Các anh nói là thật,
Chính tôi đã nhìn thấy những nhà dân Indo thường ăn bốc cơm, nước, bia, rượu đã lưng chừng. Anh Dakosin đứng dậy yêu cầu tôi tường thuật sự việc vân vân. Anh cũng khỏa tay với mấy người bạn anh là cũng muốn biết diễn tiến của sự việc để đáp lại tình giao hảo. Với tiếng Anh phải dùng tay phụ họa, tôi đã lần lượt tường thuật lại sự việc tôi ra Bắc và trả lời mọi câu hỏi của các anh. Cuối cùng các anh dồn hết vào một câu hỏi: sao nước Việt Nam, tình huống thế nào để bây giờ các anh phải bỏ nước ra đi? Một câu hỏi đơn giản nhưng thật nhiều khi để trả lời. Tôi và bác sĩ Huy nhìn nhau. Anh Huy đã định trả lời nhưng không hiểu nghĩ sao. Anh lại bảo tôi cứ nói, rồi có gì anh nói phụ thêm. Tự biết mình có nhược điểm, anh nói: uống một hơi bia đầy, hỗ trợ, ngồi trầm lắng một phút. Tôi thấy sự việc lộn nhộn như một đống xà bần. Tôi nghĩ không có gì bằng hãy theo lời dạy của Đức Khổng Phu Tử, tìm một thí dụ để minh giải. Chỉ cần cho các bạn hiểu khái niệm diễn tiến chính. Nghĩ như vậy, tôi giơ tay ra làm hiệu, xin nói. Cả bạn ngồi yên, tôi nói đại. Thưa các bạn, khả năng Anh ngữ của tôi yếu kém. Tôi đưa ra một thí dụ để minh giải. Xin các bạn cố gắng để hiểu tôi. Có hai ông bà cụ kia tuy quê mùa, nhưng rất hiền hòa, đôn hậu. Ông bà sống với một đàn con ngoan. Ông bà giữ nền nếp gia phong, thường dạy đàn con. Con trai thì phải tuân theo ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Con gái thì phải ứng dụng tứ đức, công, dung, ngôn hạnh, tâm linh với đất, với trời, với thượng đế, với tổ tiên. Bỗng nhiên có một tên giàu có ở phương Tây sang chiếm ngôi nhà, lấy lý do là khai phá dạy bảo cho biết văn minh. Thực tế nó bắt cả nhà làm nô lệ, phải phục dịch nó, nhưng nó không hề động đến nền nếp gia phong, mà còn khuyến khích mọi người tôn thờ thần linh các tôn giáo. Tuy có lam lũ, khổ cực, nhưng cuộc sống cũng tạm qua ngày. Mấy nhà hàng xóm chung quanh cũng bị những tên giàu có khác, cũng ở phương Tây đến chiếm nhà. Cảnh sống của những nhà hàng xóm đó cũng khổ cực lầm than như gia đình ông bà cụ. Một thằng con của ông bà cụ đi tha phương cầu thực trở về đã khích lệ, vận động ông bà cụ và các anh chị em hãy đứng lên đuổi tên nhà giàu ác ôn đi. Ông bà cụ cũng như anh chị em đều đồng ý góp tiền, góp công vất vả gian lao, đã đuổi được tên nhà giàu chó chết đi. Nhưng thằng con tha phương đã bắt anh chị em và cả ông bà cụ phải ăn ở có tiêu chuẩn, không được sang nhà hàng xóm chơi và cũng cấm hàng xóm sang nhà mình. Nó còn cấm cả nhà không được thờ cúng ông bà tổ tiên, thần Phật hay Chúa nữa. Thấy thằng con ngỗ ngực côn đồ, ông bà cụ và những người con khác định lấy tình cha con. Anh em khuyên bảo cho êm ấm hòa thuận gia đình. Nhưng tên con côn đồ ngỗ ngược đã không nghe, mà còn xúc xiểm chia rẽ anh em cha con. Thậm chí nó còn thủ thiêu anh chị em nào cứng cổ đứng lên phản đối. Nó còn hành hạ bịt miệng cả bố mẹ và anh chị em, để rồi phải đánh nhau tơi bời. 9 năm trường, đuổi được tên ác ôn nhà giàu trước đây là công lao của cả nhà. Nhưng tên con ngỗ ngược này, nó dành hết là công của nó. Thực tế, đã đến giai đoạn các tên nhà giàu phương Tây khác cũng phải trả nhà dành hết lại cho hàng xóm. Vì thế đã đến thời, cuối cùng căn nhà êm ấm của ông bà cụ phải chia đôi. Thằng con ngỗ nghịch bịp bợm rủ rê được một số anh chị em ngây thơ nhẹ dạ ở nửa phần phía Bắc. Một số anh chị em đã biết mặt thằng Đều đều về phía Nam căn nhà. Bố mẹ cũng biết dã tâm của thằng con ngỗ ngược nên đã về phía Nam sống với đàn con hiền hòa, ngoan ngoãn, biết thờ cha kính mẹ, giữ truyền thống đạo lý của gia đình tổ tiên. Không ngờ dã tâm của thằng con ngỗ nghịch ở miền Bắc dùng trăm mưu nghìn kế làm sao để nó chiếm cả ngôi nhà.
Bố mẹ cũng biết là thằng con mất dạy, nhưng vẫn không ngờ là nó đâm lén cả bố nó gần chết, nên nó đã chiếm được cả ngôi nhà. Ông bố bị nó dán băng kín cả miệng, đang nằm dưỡng thương một chỗ. Chúng tôi đã biết cái máu rắn độc của nó, bố nó mà còn bị đâm lén, bịt miệng, bịt mồm. Huống chi là anh chị em, cụ thể anh em nào phản đối nó giết hoặc cho vào nhà tù. Chúng tôi là những người chạy thoát sang đây. Cả 6-7 người đều đứng dậy vỗ tay, anh Đắc Cô Xin đã cười nói. Thằng con ngỗ nghịch là Hồ Chí Minh phải không? Rồi ông cao ủy cũng dõng dạc. Ông cụ bị đâm lén và các đứa con ngoan là Việt Nam Cộng Hòa đúng không? Tôi không định mà tay vỗ đồm đột. Tự thưởng cho tôi đã sắp xếp tạm đấng xà bần, đồng thời cùng mọi người nâng cốc thêm rượu. Anh cảnh sát trưởng hình sự đã đứng lên mặt đỏ bừng, nhìn tôi mắt trợn trừng. Tôi tưởng như anh sừng sổ với tôi. Tay của anh chặt chặt vào không khí và nói: Ngày 30 tháng 9, 1965, đến tháng 3, 1966, chúng tôi đã chặt cổ hết tụi nó rồi. Tôi và bác sĩ Huy đều ngơ ngác. Thì anh Đắc Cô Xin đã đứng lên từ tốn rành mạch. Để đáp lại, tôi cũng xin tường thuật vài nét sơ lược về đất nước tôi. Khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, ông Sukarno làm tổng thống, đứng đầu những nước trung lập, lãnh đạo khối thế giới thứ ba. Ông ta được các nước cộng sản nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Khi ấy Hồ Chí Minh đã thổi Sukarno như một anh hùng sáng chói của thế giới, những bài ca ra rả trên đài như Sukarno, Hồ Chí Minh, đất nước vạn dừa xanh, anh nhìn sang đây, tôi nhìn sang đấy. Trong khi Mao tung cán bộ vào Indo, vì có nhiều người Hoa Kiều ở khắp các đảo, chúng bí mật tuyên truyền lập nhiều tổ đảng cộng sản ở khắp các cơ quan đầu não. Trong quân đội chúng có những đường dây chằng chịt. Để rồi đêm ngày 30 tháng 9, 1965, bất ngờ chúng bắt tất cả những tướng chủ chốt của quân đội gồm 7 tướng và làm một cuộc đảo chính. Chúng đã giết và chặt cổ 6 vị tướng. Một vị tướng đã trốn thoát là Suharto. Ông ta mau chóng kịp thời củng cố quân đội và những vệ binh cảnh sát quốc gia quyết liệt phản công lại lũ cộng sản. Cho tới sáng ngày hôm sau, một phong trào rầm rộ của quần chúng nhân dân đã cùng với quân đội lùng sục mọi tàn dư của đảng PKI, Đảng Cộng sản Indo. Lòng phẫn nộ của quân đội và nhân dân trong một năm đã giết, chém cổ gần 1 triệu tên côn đồ phản tổ quốc này. Giữa tháng 3 năm 1967, toàn dân nhất trí bầu ông Suharto lên làm tổng thống theo chế độ Cộng hòa. Nước Indonesia đã gia nhập trở lại Liên Hợp Quốc và Hiệp hội ASEAN. Ông Sukarno đã ngả theo và dung túng cộng sản, nên bị quần chúng quản thúc, giam ở trong tù và đã chết ngày 21 tháng 6 1970. Hiện nay, Tổng thống của Indo là tướng Suharto. Anh Huy và tôi, cả những người Indo đều đứng dậy vỗ tay cảm ơn anh Đắc Cô Xin. Tôi tưởng bữa cơm họp mặt hôm ấy đã tạm thời ổn thỏa. Nhưng sau đó, cái ông trong cao ủy, rất tiếc tôi không thể nhớ được tên, đã nhìn tôi rồi đưa ra một vấn đề băn khoăn khó hiểu của ông. Ông đã đứng hẳn lên thong thả nói rõ ràng. Chế độ Cộng sản đã đưa đến nghèo đói, lầm than cho mọi người dân trong nước. Mọi quyền tự do, kể cả tôn giáo đều bị bóp nghẹt. Tại sao trên thế giới còn rất nhiều cá nhân, đoàn thể, nhất là giai cấp trí thức vẫn nồng nhiệt, nếu không nói là say mê, ủng hộ làm lợi cho Cộng sản? Anh Huy và tôi lại nhìn nhau. Anh Huy lắc lắc đầu nhìn tôi như muốn nói gì. Tôi hiểu ý của anh là, lại một vấn đề hóc búa, không phải chỉ trả lời một câu đơn giản. Đã có hơi men, giữ nhịp độ calorie trong người, thái độ của anh Huy như thế làm nhịp độ trái tim cuồng của tôi phồng hơn.
như một đòn bẩy vào chỗ coi trời bằng hòn đảo Java. Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào ông cao ủy tị nạn. Xin cảm ơn ông đã hỏi một câu khá độc đáo, một sự việc đang nóng bỏng trong thời đại của chúng ta. Để làm sáng tỏ điều băn khoăn của ông, phải nói nhiều, nói dài mà bữa cơm của chúng ta hôm nay đã tối muộn. Vả lại điều thắc mắc của ông thực tế đã được trả lời rồi. Qua nội dung thắc mắc, ông là người rất quan tâm đến xã hội và thời đại. Do thời gian và sự kiện, có rất nhiều bí ẩn lịch sử đã được bạch hóa. Xin ông hãy lắng động, một mình nghĩ suy và tìm lại báo chí tài liệu. Những trí thức thiên tả thiên cộng sản của Indo, cụ thể là một tổng thống Sukarno. Ở nước tôi, một số trí thức từ Pháp, từ Đức về nước theo cộng sản. Ngoài thế giới, đầu tiên là phong trào Caucasus, vùng Tây Bá Lợi Á, mà Lenin đã lợi dụng như thế nào? Biết bao nhiêu cá nhân mà cụ thể là triết gia, bác học Bertrand Russell, người Anh giải thưởng Nobel Văn Chương năm 1950. Mới đây là cô đào Jane Fonda đã vẻ vang tự hào ngồi trên mâm pháo của Việt Cộng. Ngay mới đây là những trí thức và mặt trận giải phóng, tức chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam, những nhà trí thức khoa bảng như Nguyễn Hữu Thọ, Đào Sĩ Chu, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phủ Ngọc Tường, vân vân nhiều lắm. Muốn nhìn rõ bản chất sự việc, phải đào sâu, xét kỹ hoàn cảnh cá nhân, gia đình, điều kiện xã hội, chủ quan, khách quan, không gian, thời gian. Rất nhiều nguyên nhân, yếu tố nhưng có một cái chung. Mỗi người giỏi, xuất sắc về một lĩnh vực, các ông, các bà, tiến sĩ, thạc sĩ, bác học, họ đã đầu tư gần hết trí óc và thời gian, miệt mài để có những bằng cấp của họ. Vì vậy, ở những lĩnh vực khác, họ lơ mơ, phiến diện, nhất là lĩnh vực chính trị nên hầu hết là ngây thơ nông cạn. Khi đã giỏi, xuất sắc một lĩnh vực, thì các lĩnh vực khác kém, nông cạn là một điều tất yếu, bình thường của một người. Nhưng một điều ngộ nhận của đa số quần chúng và chính bản thân những vị trí thức này, những người có bằng cấp cao như thế thì lĩnh vực nào cũng giỏi, cũng quán thấu. Do đấy, họ nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản chỉ trên lý thuyết, sách vở. Mà lý thuyết và sách vở thì chủ nghĩa cộng sản luôn luôn đẹp và lý tưởng lắm. Rồi họ hành xử, phát biểu đằng sau cái bằng cấp của họ. Tôi hiểu ông cao ủy và mọi người chưa thỏa đáng lắm sự trả lời của tôi nên tôi nói tiếp. Thưa ông và các bạn, tôi vừa đưa ra chỉ có tính cách gợi ý, đề nghị các bạn tự suy ngẫm, tìm hiểu thêm trong thực tế. Một điều nữa xin các bạn lưu ý, chủ nghĩa cộng sản do thời gian và thực tế đã có chiều hướng, không còn phù hợp với con người tự nhiên. Muốn duy trì, chúng phải bịp bợm, lôi kéo, gây mâu thuẫn để chia rẽ phía thế giới tự do của chúng ta. Chúng nghiên cứu mọi cá nhân, đoàn thể có uy tín của quần chúng. Một câu nói, một việc làm do vô tình của người này, đoàn thể kia, chúng chộp ngay, đề cao, thổi phồng. Nếu không tỉnh táo, chúng ta vội vàng phản đối chê bai. Người ấy, đoàn thể đó bị tách ra và bị lôi dần về phía cảm tình với cộng sản. Đột nhiên anh cảnh sát trưởng phòng hình sự đứng lên điềm đạm đưa ra ý kiến. Tôi biết ngay trong đám người tị nạn ở đây, có nhiều người hoạt động bí mật cho cộng sản. Từ đấy, suy ra trong cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại, không thiếu gì những người vẫn bí mật làm việc cho cộng sản. Anh có thấy như vậy không? Tôi không ngờ người Indonesia hiểu biết nhiều về cộng sản như vậy. Họ đưa ra toàn những vấn đề phải đàm đạo, mổ xẻ truy nguyên từng chi tiết. Tôi chỉ nói ngắn gọn vì đã đến giờ mọi người phải ra về. Từ trước tới bây giờ, thế giới cũng như riêng Việt Nam, biết bao nhiêu tấm gương người thực, việc thực về những người nằm trong xã hội tư bản hoạt động bí mật cho cộng sản. Các người này có thấy hay ít ra cảm thấy cộng sản kỵ nhất nhưng vẫn phải dùng những người đã biết
và nếm mùi của xã hội tự do tư bản. Chúng biết những người này sớm hay muộn sẽ lửng lơ không chịu ngoan ngoãn trong khuôn khổ sắt máu độc tài của chúng. Vì vậy, mỗi người chúng gửi đi nước ngoài, chúng phải nắm chắc được xương sống của người đó, coi như chúng đã cấy sinh tử phù người đó, phải hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo ý của chúng. Rồi sẽ đến một ngày như một lũ chó săn, đã hết mồi không còn giá trị lợi dụng nữa. Người chúng trong tay chỉ có hại. Điển hình vừa đây nhất là Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn. Những người nằm vùng hoạt động cho Cộng sản, ai đã có công lao to lớn bằng Nhạ và Ẩn không? Bây giờ cuộc sống ra sao? Chúng là loại chiến lược, Nhạ là cố vấn tin cẩn, nằm trong phủ đầu rồng của Tổng thống Thiệu. Còn Ẩn đã được thời cụ Diệm đưa đi học lớp báo chí nhiều năm ở Hoa Kỳ. Để rồi, hầu hết những tờ báo lớn của Mỹ và phương Tây, thậm chí cả những cơ quan tình báo của CIA đã là những vỏ bọc vững chắc cho Ẩn. Y đã dễ dàng lấy được hầu hết những tin tức chiến lược hay tung hỏa mù làm lạc hướng các cơ quan có trách nhiệm. Đến khi Cộng sản chiếm được miền Nam để làm mồi câu những con chó săn khác, chúng phong cho Ẩn là đại tá, rồi mới đây, năm 1980, chúng gán cho cái lon thiếu tướng, phụ trách những việc không thực quyền, ngồi chơi xơi nước. Người quen tôi ở Sài Gòn cho biết, năm 1982, Ẩn sống một mình âm thầm trong một cái villa với 6-7 con chó, trên đường Kỳ Đồng, dòng Chúa Cứ Thế. Lý do những tên nằm vùng của Cộng sản về cuối đời thường cô đơn, sống lủi thủi bó chặt nỗi ẩn ức, bởi vì chủ không dùng nữa để cho ngồi chơi xơi nước, chứ không có thực quyền. Tâm trạng tên nào cũng ôm ấp ít nhiều lòng kiêu hãnh tự tôn với chung quanh. Nhưng bạn bè, thậm chí họ hàng thân quyến, cho đến quần chúng, không ai ưa loại người sống lá mặt lá trái, nên chẳng ai muốn quan hệ. Nói tới đây, tôi và anh Huy nhìn nhau đều đứng dậy vì trời đã tối muộn quá rồi. Với những cái bắt tay nồng nhiệt, anh Đắc Cô Xin còn nói to: chúng ta sẽ gặp lại, còn nhiều điều phải đàm đạo. Chương 52. Bầu trời tự do. Anh Huy và tôi đã khoác tay nhau trở về khu trại. Khi nãy phải trả lời những điều mà tôi vẫn chưa khoán triệt, nhưng vì lòng tự trọng một người Việt nên tôi đã nhờ cụ Lưu Linh hỗ trợ hơi nhiều. Bây giờ chân tôi bước, có lúc cảm tưởng người nhẹ bổng bay được. Anh Huy đập vào vai làm tôi lấy hồn lại. Anh chỉ lên trời, phóng giọng vào gió lộng: anh Bình có nhìn thấy một cái tai bạc to tướng kia không? Đúng rồi, trăng nửa một tí thừa dựng đứng như một cái tai người dán lên màu xám sậm của bầu trời ga lăng. Sáng hôm sau, tôi đã nhận được giấy báo 5 ngày nữa cùng một số đồng bào rời ga lăng đi xứ cờ hoa. Ngày 18 tháng 11 năm 1983, lộ trình diện chùa của tôi, Singapore đi Tokyo, San Francisco đi tới Denver, rồi tới trạm cuối cùng là Boston. Ngày đi, một số bạn bè tiễn đưa, mấy giáo học Indo trong đó có anh Đắc Cô Xin. Đặc biệt, bác sĩ Huy đã tặng tôi tập nhạc Vietnamese English. Khổ công sưu tập của anh qua trí nhớ của mọi người. Tôi rất quý tập sách nhạc đơn sơ này, như gói ghém một chút hành trang văn hóa của mẹ Việt Nam. Kính thưa quý vị, trí của ai cũng muốn đào sông lấp biển, nhưng khả năng thì có hạn, cho nên tôi chỉ làm những điều tôi có thể làm được. Tôi xin cảm tạ sự kỳ diệu, nhiệm màu của đời đã hỗ trợ tôi trả hết món nợ nhỏ của một người vô danh với dân tộc, với tổ quốc. Boston, ngày 9 tháng 10 năm 2004, Đặng Chí Bình. Kính thưa quý vị, tập hồi ký đã được đọc xong.
Tuy nhiên có thêm một vài sự kiện ghi chú thêm để quý vị được tỏ tường. Thứ nhất, Phạm Xuân Ẩn, tên thiếu tướng tình báo chiến lược của Việt Cộng, đã từ trần ngày 4 tháng 6, 2004, không một tờ báo nào trong nước phúng điếu hay nhắc nhở đến. Thứ hai, đầu năm 1992, tôi đã đến ngôi nhà của Karl Marx ở thành Trier, Tây Đức. Do một sự may mắn, tôi đã được gặp và hầu chuyện một số đồng bào đầu tiên chạy từ Đông sang Tây Đức trong một trại tị nạn. Khi bức tường Bá Linh bị phá đổ. Thứ ba, tháng 11 năm 2003, do tình cờ tôi đã gặp lại anh bác sĩ Huy ở nhà thờ St. William's, Dorchester tại Massachusetts sau tròn 20 năm, không có tin gì về nhau. Anh không nhận ra tôi, nhưng tôi đã nhìn ra anh. Lúc đầu, trong đám đông, tôi giả vờ xô vào anh. Quay lại, anh vẫn chưa nhận ra, để đến cuối cùng tôi phải nói. Bác sĩ Vũ Linh Huy, Tổng Thư ký Ban Đại diện Ga Lăng, bây giờ anh mới ôm lấy tôi. Hiện nay anh làm việc ở Kearney Hospital, Dorchester. Ngày vợ con anh đến nhà tôi đã đưa tập nhạc với lời tặng của anh từ tháng 11 năm 1983. Ngay tại bàn ăn, anh đã phóng bút 20 phút, một bài thơ anh ghi thêm vào bìa trong tập nhạc. Gặp lại anh Bình, gặp nhau ngắn ngủi tại Ga Lăng, ít lời nhưng thanh khí lẽ hằng. Bởi mong đất nước mau thống nhất, suýt cho hồ tặc sớm vào lăng. Biệt giam cùng xích tâm không nhụt, hát hò tranh đấu chí càng hăng. 20 năm chẵn giờ gặp lại, mừng anh tiết tháo vẫn khăng khăng. Vũ Linh Huy. Tôi không ngờ anh Huy có khả năng xuất khẩu thành thơ. Kế đến, cũng do một sự may của đời, qua tài liệu Nhà Trắng, ông Tourism, tên Phan hay Francois, một người trực tiếp huấn luyện tôi đã đề cập nhiều đến trong Thép Đen 1, lại là người Cộng sản đã mua chuộc dụ dỗ được. Năm 1997, một người bạn nhái biệt hải sang Mỹ sau, có gặp Phan ở Sài Gòn, tên thật là Đỗ Văn Tiên, y có nhiều công lao với Việt Cộng, nhưng bây giờ chúng cũng cho ngồi chơi. Dạy tư ăn văn kiếm sống. Đi Mỹ thì không dám, sợ phải trả những món nợ của anh em biệt kích gián điệp. Riêng tôi từ quan điểm nhân bản tình người, chuyện gì thì cũng đã qua. Tôi có ý tưởng nếu có điều kiện, tôi muốn gặp lại hết những cán bộ cộng sản tôi đã gặp trong trại giam. Nếu còn ai, tất nhiên đều là những cụ già, gạt hết mọi chuyện đã qua, chỉ gặp lại để thăm hỏi sức khỏe của nhau. Từ quan điểm này, tôi đã viết một lá thư ngắn 10-15 dòng, cũng gạt chính trị ra ngoài lề, gửi cho Đỗ Văn Tiên. Để tôn trọng và tỏ lòng kính nhi, tôi đã mua 3 chiếc tem quốc tế để anh ta trả lời, nhưng cho đến nay vẫn không có hồi âm. Không biết Phan có còn ở trên dương thế không? Kế đến, về cha tông ở nhà thờ Cửa Bắc Hà Nội, do một sự tình cờ năm 2000, tôi mới được giải đáp vì sao tôi bị phản gián Hà Nội phát hiện ngay từ nhà thờ Cửa Bắc. Tôi mất nhiều đêm không ngủ vì đau đầu. Có ngờ đâu, tôi dùng mọi khả năng nghiệp vụ len lỏi về đến Hà Nội và đã tự mang mỡ đến nộp cho mèo. Chính cha tông đã nhận nhiệm vụ với tình báo của Cộng sản. Bất cứ một người nào trong Nam ra đến gặp cha thì phải báo cho phản gián Hà Nội. Hiện nay, tháng 10 năm 2004, cha Đỗ Tông đã bị liệt do tai biến, cấm khẩu nằm chờ chết ở một gian phòng vắng trong nhà chung, nhà thờ lớn Hà Nội, do linh mục TTK cũng bị liệt một chân buồng bên cạnh cho biết. Tôi muốn nói với cha Tông vài lời, nhưng đành chịu vì người không nói được. Kế đến, Hoàng Thanh, tên hung thần ở phân trại E,
Trung ương số 1 Lào Cai 1968 tôi đã gặp. Hoàng Đình Mỹ, một biệt kích duy nhất là công nhân ở trại Thanh Lâm, Thanh Hóa, được đi phép về Nam. Tháng 12 1980, anh vượt biên đến Thái Lan rồi đã gia nhập phong trào phục quốc của ông Lê Quốc Túy, trở về Việt Nam hoạt động, xâm nhập Đá Bạc, Cà Mau. Năm 1981, Việt Cộng đã chờ sẵn để bắt lại. Anh bị chúng kết án chung thân. Do áp lực của quốc tế, Cộng sản tha về. Ngày 12 tháng 8 năm 2002, anh đã đến San Jose, California. Anh cho biết Hoàng Thanh hiện là cục trưởng cục lao cải thay Lê Hữu Khoa. Mới đây y lại kiêm thêm cục an ninh đặc biệt nữa. Ngay từ cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, Việt Cộng đã cài người lẫn lộn theo đồng bào di cư để hoạt động cho chúng. Huống chi ngày 30 tháng 4 năm 1975, kỹ thuật của chúng càng cao, càng tinh vi. Di tản, vượt biên, HO, đoàn tụ gia đình, sinh viên du học v.v. Chúng toàn quyền nhào nặn, giấy tờ và huấn luyện trong những bàn tay phù thủy bịp bợm. Điều đương nhiên ở khắp nơi trên hải ngoại, nơi nào có cộng đồng người Việt đều có người của chúng nhiều tầng, nhiều loại. Bất cứ một cá nhân hay một tổ chức đảng phái nào muốn chống Việt Cộng phải tập hợp những người cùng tâm huyết tinh thần. Từ đấy, ngay trong những hạt nhân đầu tiên này, trong bộ tham mưu của tổ chức đã có người của chúng rồi. Lúc đầu chúng ủng hộ tạo điều kiện để phát triển, mỗi lần là một mẻ lưới, bắt dần những con tôm lớn, nhỏ, chìm, nổi, chống chúng. Mục tiêu tối hậu là duy trì chỗ ngồi của chúng vững chắc yên lành. Cho nên, Hoàng Đình Mỹ được chờ sẵn là tất yếu. Năm 1994, Lưu Nghĩa Lương đi HO sang Hoa Kỳ. Tôi và Lương đã gặp nhau nhiều lần. Tháng 10 năm 2003, tôi sang Cali gặp một số anh em biệt kích để thẩm định lại một số sự kiện. Trong số anh em tôi gặp Lương, một hôm chợt như Lương nhớ ra một sự việc quay lại tôi như khoe. Anh Bình có còn nhớ Tằng Tét không? Ngạc nhiên không hiểu sao Lương lại nói đến tên Tằng. Tuy vậy tôi vẫn cười trả lời. Nó có quên anh chứ anh muốn quên nó cũng không được. Lương nói như phát kiến một ý lạ. Anh có biết không, đầu năm 1992, em gặp anh Mạc Lịch và Tuấn Nguyệt ở Bà Triệu. Anh Lịch kể lại tuần trước, anh tình cờ gặp Tằng Tuyết đeo hàm thiếu tá. Tằng cho biết y mới vào Sài Gòn chơi hơn một tháng. Y rất vồn vã, cởi mở, và y có nói, tôi có vào Sài Gòn, mới biết tôi cũng bị lừa. Tôi xin lỗi các anh. Nghe Lương thuật lại, đầu tôi vẫn lên. Chẳng qua chủ nghĩa cộng sản mới bị phá sản ngay tại cái nôi sản sinh ra. Tên Tằng chưa biết ra sao nên y tỏ ra như vậy. Và lại, chúng ta đã thấy ngay những tên Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng, những loại bậc thầy của Tằng Tuét, nếu còn duy trì cái chủ nghĩa lỗi thời cũng chỉ vì cái ghế hay nồi cơm của họ mà thôi. Chẳng biết tên Tằng có nghe thấy ông Gorbachev, người thầy của những người thầy tên Tằng, tuyên bố chắc nịch. Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi. Còn về cô Vân, y tá Hỏa Lò, một vị linh mục trẻ ở California, là một độc giả của Thép Đen, vị linh mục này chạnh lòng muốn tìm gặp để giúp đỡ ba nhân vật Đào Thị Bắc, Phùng Văn Trí và cô Vân y tá Hỏa Lò. Vị này đã tìm gặp tác giả. Do một sự kỳ diệu của đời, tôi đã liên lạc với cô Vân ở Hà Nội. Rồi năm 2003, do vợ chồng một anh bạn cùng khóa 11 đồng tiến ở Cali đi du lịch, đã đến tận nhà cô Vân ở Hà Nội để ghi hình ảnh. Cảnh sống của cô khá giả hơn tôi ở Mỹ, nên tôi cũng thoải mái lòng. Về toán biệt kích Hector A, toán biệt kích Hector A gồm 14 người,
ra mắt ngày 22 tháng 6 năm 1966. Toán trưởng là Bùi Quang Cát, cố vấn của Toán là Nguyễn Hữu Luyện. Đặng Đình Thúy là cố vấn của Toán Hector B, 12 người, mà tôi đã tường thuật. Từ ngày Hoàng Đình Mỹ sang Cali, tôi trao đổi phone với Mỹ và Bùi Quang Cát cùng ở San Jose nhiều lần. Mới nhất là tháng 2 năm 2005. Sau đây, tôi xin sơ lược về Toán Hector A. Địa bàn hoạt động ở Cà Ròn, Quảng Bình, đường mòn Hồ Chí Minh. Toán xuống đúng một tháng một ngày thì bị bắt. Bùi Quang Cát, toán trưởng hiện ở San Jose. Nguyễn Hữu Luyện, cố vấn hiện ở Massachusetts. Nguyễn Văn Toán, truyền tin trưởng hiện ở Mỹ. Trần Hữu Tuấn, vũ khí phá hoại hiện ở Mỹ. Nguyễn Văn Thùy, truyền tin phụ hiện ở Washington. Đỗ Văn Tính, toán viên hiện ở Hòa Lan. Đinh Văn Vượng, toán viên hiện ở Mỹ. Trần Văn Tiếp, toán viên hiện ở Texas. Trần Hữu Thức, toán viên hiện ở xóm mới Gò Vấp, Việt Nam. Vũ Đình Giao, toán viên hiện ở Mỹ. Hoàng Đình Mỹ, toán viên hiện ở San Jose. Nguyễn Ngọc Lâm, toán viên hiện ở Santa Ana. Nguyễn Mạnh Hải, liên lạc dẫn đường vì ở Thái về, biết tiếng Thái và dân tộc thiểu số, vượt biên, bị chết ở Thái Lan. Đỗ Văn Tư, toán viên. Tư có khi nhận bị cướp vào nhà lột. Tư chống cự và bị cướp chết 1992 tại đường Nguyễn Thế Hiển, Chợ Lớn. Toán vì sao bị lộ, bị bắt? Tôi nghe nhiều tình huống, nhưng không phải chủ trương của người viết, nên tôi không tường thuật chi tiết. Toàn Toán phải bị dong đường bộ từ Quảng Bình về đến Hỏa Lò, Hà Nội hơn một tháng trời. Lời kết. Thoảng nghe phone réo bên tai, giật mình tưởng cảnh sớm mai nhà tù. Hình ảnh những bộ xương còn di động trên chốn lao trường, những nấm mồ hoang lạnh giữa rừng sâu, dư âm những tiếng thở dài lê thê, xen lẫn những tiếng rên xiết quằn quại trong đêm dài tăm tối, và những cặp mắt khát khao nhắn nhủ ngày tôi chia tay vẫn lảng vảng vẫn viết trong hồn. Tất cả như đang khẩn nài, gào thét, đòi hỏi tôi phải thực hiện bản di chúc sống của họ. Nó là mấy dòng trích đoạn lời tâm sự khi tôi bắt đầu viết và in Thép Đen 1. Bây giờ tôi đã viết xong tập 4, coi như kết thúc cuộc hành trình gian khổ, chiếm trọn giai đoạn thanh xuân nhất của đời tôi. Từ khi bắt đầu viết Thép Đen 1 đến hết Thép Đen 4, thời gian là 20 năm. Có giai đoạn hàng chục năm, tôi cầm bút lên rồi lại hạ bút xuống, làm hết quyết tâm này đến quyết tâm khác, hết bạn bè thúc đẩy, cho đến giao kèo với con cái. Bây giờ tôi như cất được một gánh nặng cuộc đời, gánh nặng trách nhiệm đối với quê hương, với bạn bè mà phần lớn đã nằm xuống lòng đất lạnh, chìm dần trong quên lãng. Tôi cũng thấy trang trải được món nợ với các thế hệ con cháu, ghi lại cho chúng về một giai đoạn, một hệ quả thương đau đến tận cùng nhân tính và nhân phẩm do chủ nghĩa cộng sản gây ra. Tuy vậy, giữa đống xương khô, sình lầy máu mủ đó, tôi đã nhặt ra một viên ngọc quý. Trong cuộc sống, mỗi khi tôi gặp khó khăn trở ngại, buồn nản, tưởng không thể vượt qua, nghĩ lại 6 năm dài cơ cực, quằn quại, đói rét, cùng khóa ở Xà Lim, Hòa Lò, Hà Nội, như có một nguồn sinh lực thần kỳ đã nâng cao ý chí chịu đựng của tôi, nỗ lực vượt lên, tôi lại lạc quan yêu thương đời như mọi người. Quả vậy, ngay trong sinh hoạt bình thường, tôi nằm, tôi muốn để chân ở đâu thì để, đâu có phải đút chân vào cái cùm hộp sắt, trở mình cũng đau buốt khó khăn. Đầu tôi đâu có phải chui vào cái túi vải khâu bằng dẻ chùi của các bà cán bộ trong nhà cầu, mỗi đêm để chống mũi. Ngứa chỗ nào tự do gãi chỗ ấy. Muốn đi tiểu đi tiêu, tôi bò nhổm dậy vào nhà xí, chứ
chứ đâu có phải vặn vẹo người nghiến răng buốt nhói ngồi trên cái bô rỉ đưa lên sàn xi măng mình nằm. Hơn nữa, nỗi buồn, niềm đau cay chua nghiệt ngã lại là chất men, nước màu rắc tưới cho cuộc sống, như cánh sen ngát hương thơm trong chiếc ao đời. Sau hết, tập hồi ký thép đen đã cuốn cuộn hết cuộc đời, ngấm thẳm cả hồn tôi vào từng trang sách. Đặng Chí Bình. Trân trọng, cảm ơn quý vị đã nghe.